Ung thư cổ tử cung đang là mối nguy hàng đầu đe dọa sức khỏe, tính mạng của phụ nữ trên toàn cầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hơn 500.000 trường hợp mắc mới ung thư cổ tử cung và khoảng 250.000 ca tử vong. 85% các trường hợp này xảy ra ở các nước đang phát triển. Ung thư cổ tử cung là bệnh gây chết người thứ hai trong các loại ung thư mà phụ nữ mắc phải. Tại Việt Nam, thống kê năm 2018 cho thấy có hơn 4.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc mới và gần 2.500 trường hợp tử vong do ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung thường không rõ triệu chứng, tiến triển chậm, khiến người bệnh chủ quan, không điều trị từ sớm. Tuy nhiên, nếu chủ động phòng ngừa, tầm soát và phát hiện kịp thời, bệnh có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Vậy, nguyên nhân và dấu hiệu nào giúp nhận biết sớm ung thư cổ tử cung? Bệnh gây ra những biến chứng nguy hiểm gì? Phương pháp xét nghiệm, điều trị và phòng ngừa nào tối ưu hiện nay? Tiêm vaccine gì để phòng ung thư cổ tử cung? Những câu hỏi của hàng triệu người sẽ được giải đáp chi tiết trong chương trình giao lưu trực tuyến Ung thư cổ tử cung, dấu hiệu nhận biết, phương pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả do báo điện tử vtv.vn Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với hệ thống trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn VNVC, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tổ chức. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia nổi tiếng về sản phụ khoa và y tế dự phòng. Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa hệ thống trung tâm tiêm chủng cho trẻ em và người lớn VNVC. Bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, bác sĩ cao cấp khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên với câu chuyện truyền cảm hứng đồng hành cùng bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên báo điện tử vtv.vn, báo thanh niên.vn, website vnvc.vn, website tamanhhospital.vn và kênh YouTube của báo Thanh Niên. Livestream trên ứng dụng VTV Go của Đài truyền hình Việt Nam và các fanpage Trung tâm tin tức VTV24, VTV8 tin nóng miền Trung, VNVC, Trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Tiếp sóng trên fanpage vnexpress.net của báo điện tử VNExpress, fanpage báo Thanh Niên của báo Thanh Niên vào lúc 20 giờ thứ Năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Liên hệ hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 1800-6858 để được tư vấn về bệnh ung thư cổ tử cung và các phương pháp tầm soát điều trị. Liên hệ hotline Trung tâm Tiêm chủng VNVC 028-7300-6595 để được tư vấn về vaccine và đặt lịch tiêm. Đồng hành cùng VNVC đẩy lùi căn bệnh ung thư cổ tử cung, từ nay đến 19 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2020, mỗi khách hàng tiêm vaccine Gardasil, đặt giữ vaccine Gardasil hoặc mua gói vaccine Gardasil tại hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước và chụp ảnh hóa đơn để check-in trên trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm hai hashtag VNVC ung thư cổ tử cung và VNVC ngày mai tươi sáng là đã cùng VNVC đóng góp 50.000 đồng vào quỹ ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế hỗ trợ các gia đình có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến về sức khỏe của Đài truyền hình Việt Nam thực hiện trên các nền tảng online. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay có một chủ đề mà có thể nói rằng là trong thời gian vừa qua, với những câu chuyện của những nhân vật, những người nổi tiếng liên quan đến bệnh lý này, thì dường như cái từ khóa ung thư cổ tử cung hay là vaccine phòng chống những bệnh như là ung thư cổ tử cung do HPV gây ra đã trở thành những từ khóa được tìm kiếm hàng đầu ở trên nền tảng Internet, và đặc biệt là những cái tổng đài tư vấn của các bệnh viện, các chuyên khoa ung bướu và đặc biệt là hệ thống trung tâm tiêm chủng và vaccine dành cho trẻ em và người lớn VNVC thì liên tục nhận được những cái cuộc gọi đề nghị được tư vấn về bệnh lý này, cũng như những cái loại vaccine và những cái phương pháp tầm soát hoặc là điều trị bệnh lý ung thư cổ tử cung. Và có thể nói rằng giống như tất cả những loại bệnh lý ung thư khác thì ung thư cổ tử cung đang là nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi lo lắng của hàng triệu người. Và giống như những thông tin đầu tiên trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì điều đó đã được minh chứng bằng những con số rất nhiều những người phụ nữ đã không may mắn mắc phải cái bệnh lý ung thư cổ tử cung, và rất nhiều trong số họ cũng đã không có những cái cơ hội được sống khỏe mạnh, những cái cơ hội được thực hiện những cái thiên chức của người phụ nữ như là làm mẹ, làm vợ.
Và phải nói rằng ung thư cổ tử cung chính là một cái vấn đề mà chúng ta rất là cần được truyền tải tới công chúng, tới quý vị khán giả những cái thông tin khoa học chính thống, để những vị khán giả của chúng ta, đặc biệt là những người quan tâm đến lĩnh vực này, sẽ không phải hoang mang khi đứng trước rất nhiều những cái luồng thông tin đa chiều khác nhau ở trên các cái nền tảng online. Và chính vì vậy, ngày hôm nay Đài Truyền Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị sẽ thực hiện một chương trình tư vấn trực tuyến xin được gửi tới quý vị với chủ đề ung thư cổ tử cung, dấu hiệu nhận biết, phương pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng trực tuyến trên rất nhiều những nền tảng online của Đài Truyền Việt Nam như báo điện tử vtv.vn, trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền Việt Nam, các trang fanpage Trung tâm Tin tức VTV24, báo điện tử VTV, VTV8 Tin nóng miền Trung. Chương trình cũng được tiếp sóng trên website của báo Thanh Niên, thanhniên.vn, website của Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vaccine dành cho trẻ em và người lớn VNVC, website của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, kênh YouTube của báo Thanh Niên. Và chương trình của chúng ta cũng được livestream trên các trang fanpage của VNVC, Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, fanpage của báo Thanh Niên và fanpage của báo điện tử Tin nhanh Việt Nam VN Express. Và với rất nhiều những nền tảng online được phát sóng trực tuyến, chúng tôi hy vọng rằng sẽ có rất nhiều quý khán giả cùng được theo dõi chương trình ngày hôm nay, và cũng hy vọng quý vị sẽ lan tỏa những thông điệp, những cái thông tin khoa học trong chương trình này tới nhiều hơn nữa những người thân, những bạn bè của mình bằng cách là like, share và đặt những cái câu hỏi cho chúng tôi trong chương trình này ở dưới những cái phần bình luận, và những cái câu hỏi của quý vị chúng tôi sẽ gửi tới các chuyên gia khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và để tư vấn cho quý vị những thông tin khoa học và rất là chính xác, chúng tôi đã mời tới tham dự chương trình ngày hôm nay những chuyên gia về lĩnh vực này. Trước hết, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, nguyên phó khoa ung bướu Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện là bác sĩ cao cấp khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào Thu Nga. Vâng, và chúng tôi xin được giới thiệu, ngồi bên cạnh bác sĩ Hiền Lê là bác sĩ Bạch Thị Chính, giám đốc y khoa Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vaccine cho trẻ em và người lớn VNVC. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, và chắc chắn là ở khuôn hình toàn của chúng tôi thì quý vị cũng đã nhìn thấy một gương mặt của một người nổi tiếng chắc chắn rồi, một gương mặt hoa hậu được rất nhiều quý khán giả yêu mến. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam năm 2014, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Dạ, xin chào các bác sĩ, xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi livestream. Vâng, và một chuyên gia về lĩnh vực ung bướu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị các bệnh ung bướu, đặc biệt là các bệnh liên quan đến phụ nữ. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn bác sĩ Trần Phương Thảo Nghi, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào chị Phương Nga và chào các chị. Vâng, thưa quý vị, có thể là quý vị đã nhận ra trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, không chỉ có các chuyên gia về ung bướu, chuyên gia về lĩnh vực ung bướu ở phụ nữ, các chuyên gia về lĩnh vực vaccine và tiêm chủng, mà chúng tôi còn có được sự ủng hộ của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chúng tôi hy vọng rằng với sự tham gia của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì chúng ta cũng sẽ có thêm những sự quan tâm, những sự đồng hành của những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn gái đang ở trong cái độ tuổi mà rất cần được có những cái thông tin tư vấn khoa học chính xác về một cái căn bệnh nguy hiểm như là ung thư cổ tử cung. Và hy vọng rằng là quý vị yêu mến Hoa hậu Kỳ Duyên, quý vị ủng hộ cho những thông tin khoa học chính thống về sức khỏe, về y tế được lan tỏa ở trên các cái nền tảng online, thì hãy ủng hộ cho chương trình của chúng tôi bằng cách là theo dõi chương trình ngày hôm nay và đặt ra những cái câu hỏi mà chính là những cái băn khoăn thắc mắc của quý vị. Và có lẽ một cái thông điệp cũng là một cái chia sẻ đầu tiên mà rất nhiều người đang đặt ra cái câu hỏi lúc này với Hoa hậu Kỳ Duyên. Hoa hậu Kỳ Duyên thì mọi người đã được thấy sự xuất hiện trong rất nhiều những cái sự kiện văn hóa, những sự kiện giải trí, những cuộc thi, những chương trình truyền hình. Tuy nhiên thì khi tham gia một cái chương trình tư vấn về sức khỏe, đặc biệt là liên quan đến một cái căn bệnh là ung thư cổ tử cung, các cái loại vaccine phòng ngừa, thì cái lý do để mà Hoa hậu Kỳ Duyên nhận lời tham gia cái chương trình này là điều gì?
Thật ra thì cái căn bệnh ung thư cổ tử cung á, ngày nay thì đúng thật sự là một cái vấn đề rất là nóng cho tất cả các chị em phụ nữ chúng ta. Bởi vì nói thật là trong bà con của em cũng như là những cái người chị cùng ngành với mình cũng đã biết là họ đã từng bị mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung. Và thật sự bản thân của mình thì mình cũng khá là trẻ. Đó nên là mình cũng không có biết được rất là nhiều những cái thông tin chính xác và cụ thể và chính thống về cái căn bệnh này. Nên hôm nay thì được ngồi ở đây cùng với tất cả các bác sĩ rất là giỏi thì mình cũng mong rằng là mình sẽ có được một cái thông tin nào đó về cái căn bệnh này một cách chính thống để mà mình có thể mình về mình nói với những người thân gia đình của mình và mình có thể truyền một cái gì đó cho các bạn trẻ về một cái căn bệnh này. Nói chung là đây là một căn bệnh mình có thể chữa khỏi được, nhưng nếu mà mình lơ là hay là mình chủ quan thì chắc chắn là nó sẽ là để lại một cái hậu quả rất là khó lường. Và cũng có một cái điều mà chúng tôi cũng muốn được chia sẻ với quý vị, đó là sự ủng hộ của Hoa hậu Kỳ Duyên cho chương trình ngày hôm nay. Không chỉ bởi sự có mặt của Hoa hậu Kỳ Duyên mà Hoa hậu Kỳ Duyên cũng là một người rất là ủng hộ cho một cái hoạt động rất là ý nghĩa và thiết thực của hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine dành cho trẻ em và người lớn VNVC, đó là chiến dịch kêu gọi mọi người sẽ quan tâm đến việc sử dụng cái vaccine phòng HPV là một cái nguyên nhân hàng đầu gây nên cái bệnh lý ung thư cổ tử cung. Và với mỗi một khách hàng sử dụng một cái liều vaccine tiêm cho chính bản thân mình thì sẽ được đóng góp 50.000 đồng cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế. Và khi mà biết được cái thông tin với một cái hoạt động mà hướng về cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng những bệnh nhân ung thư, thì Kỳ Duyên nghĩ tới cái điều gì, và khi mà tham gia ủng hộ cho chương trình này thì Kỳ Duyên có một cái mong muốn gì muốn gửi tới cho cộng đồng? Thêm một cái lý do nữa mà mình nhận lời tham gia chương trình này, thứ nhất là mình bổ sung cho mình những cái thông tin về cái căn bệnh ung thư cổ tử cung là cái thứ nhất, và cái thứ hai là mình cảm thấy là chương trình này có một cái hành động rất là ý nghĩa, đó chính là mỗi một người đến đây để tiêm vaccine phòng bệnh thì mình có chụp hình cái bill của mình lại, cái bill đó có về thông tin về cái vaccine cho cái bệnh ung thư cổ tử cung, vaccine Gardasil, thì nếu mà mình có chụp hình lại cái đó và mình có check in tại bệnh viện, sau đó mình up lên và mình hashtag cùng với hashtag là VNVC ung thư cổ tử cung hay là VNVC ngày mai tươi sáng, thì mình sẽ đóng góp 50.000 đồng vào trong cái quỹ ngày mai tươi sáng. Thì thật ra bản thân Duyên thấy là đây là một cái hành động thực sự rất là có ý nghĩa, và cái điều quan trọng nhất là mình vừa có thể bảo vệ sức khỏe cho mình này để mà mình phòng ngừa các bệnh ung thư cổ tử cung, và mình vừa đồng thời làm được một cái việc làm rất là ý nghĩa và rất là tốt cho xã hội của mình. Vâng, cảm ơn Kỳ Duyên với sự hiện diện trong chương trình ngày hôm nay và cũng là sự đồng hành ủng hộ của Kỳ Duyên vào một cái hoạt động rất là ý nghĩa hướng tới cộng đồng, không chỉ là kêu gọi chính những bạn trẻ, những người phụ nữ sử dụng cái vaccine để bảo vệ cái sức khỏe cho chính mình, mà còn dành những cái phần tình cảm để hướng tới những bệnh nhân ung thư thông qua những cái hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế. Và chúng tôi hy vọng rằng đến ngày 25 tháng 12, hạn cuối của chương trình này, thì chúng ta cũng sẽ có những cái con số được hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC công bố, những cái con số thật lớn, đó là những cái món quà bằng giá trị tiền mặt có thể gửi tới Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng. Và thông qua quỹ thì sẽ có rất nhiều những bệnh nhân ung thư sẽ được hỗ trợ để chia sẻ bớt những cái khó khăn đối với một căn bệnh mà người ta thường nói rằng làm cho người giàu nghèo đi và làm cho người nghèo trở nên khánh kiệt, đó là bệnh lý ung thư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình tư vấn về bệnh lý ung thư cổ tử cung ngày hôm nay. Lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là rất nhiều quý khán giả đã cùng đang theo dõi chương trình, và chúng tôi đã nhận được nhiều những cái câu hỏi của quý vị cùng những cái nội dung tương tự như nhau, và chúng tôi sẽ tổng hợp lại để gửi tới các chuyên gia giúp cho quý vị có thể cùng theo dõi những cái nội dung câu hỏi của mình. Một câu hỏi mà có lẽ rất nhiều người đã gửi đến cho chương trình lúc này mong muốn được lắng nghe thông tin từ các chuyên gia, đó là ung thư cổ tử cung là một căn bệnh như thế nào và có nguyên nhân từ đâu? Và với câu hỏi đầu tiên này thì chúng tôi xin mời bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi sẽ cho chúng tôi những cái thông tin đầu tiên về cái căn bệnh ung thư cổ tử cung ạ.
Cảm ơn chị Thu Nga cũng như câu hỏi của bạn khán giả. Như chúng ta đều biết thì tử cung là cái cơ quan trọng chính của bộ phận sinh dục nữ và nằm ở trong vùng chậu. Thật ra cái phần tử cung là nằm kín phần trong cái vùng chậu mình và sẽ được thông ra ngoài qua cái phần cổ tử cung và nối tiếp với lại thành cái âm đạo. Chính vì cái vị trí nằm nó kín đáo như vậy cho nên có những thay đổi hoặc bệnh lý gì bất thường thì thường là mình rất là khó phát hiện. Đến khi có khi là mình đơn giản chỉ thấy là mình có huyết trắng, mình ngứa hoặc là có khi là mình ra máu bất thường. Thì đối với căn bệnh ung thư, tại sao căn bệnh ung thư lại được gọi là ác tính và mọi người rất là lo sợ về căn bệnh này? Bởi vì khi cái tế bào của cái cơ quan đó bình thường mà nó có một cái sự thay đổi bất thường về mặt hình dạng hoặc về mặt cấu trúc hoặc nó tăng sinh một cách không kiểm soát được, thì nó dần dần sẽ hình thành nên những cái tế bào bất thường sau không sửa chữa được, và nhiều tế bào đó gom lại thì sẽ thành cái khối u, mình gọi là ung thư. Ngoài ra căn bệnh ung thư không chỉ gây ra những vấn đề tại chỗ cơ quan đó mà còn có thể đi theo đường máu hoặc là đường hạch đến những cơ quan khác trong cơ thể, hay mình còn gọi là cái tình trạng bệnh di căn. Và đối với ung thư cổ tử cung cũng như đa phần các loại ung thư khác nói chung thì hiện nay về mặt y học để mình nói cho chính xác thì chưa có một cái nguyên nhân nào cụ thể cho các căn bệnh ung thư, nhưng người ta sẽ xác nhận được những yếu tố nguy cơ. Những yếu tố nguy cơ có nghĩa là khi bạn có những yếu tố đó thì bạn có một cái xác suất dễ bị mắc cái bệnh ung thư đó hơn là những người không có những yếu tố đó. Tại sao Nghi nhấn mạnh chỗ này? Bởi vì nhiều khi mình hiểu lầm, mình nói là nguyên nhân. Mọi người cứ hiểu, cứ nghe cái từ là nguyên nhân thì nghĩ là khi tôi có một trong những yếu tố đó là chắc chắn tôi sẽ bị ung thư cổ tử cung. Nó cũng ảnh hưởng đến mặt tâm lý và cuộc sống của mình. Thì trong các nguyên nhân của ung thư cổ tử cung thì nổi trội nhất có thể nói là cái tình trạng nhiễm cái virus HPV. Tức là mình gọi là một cái dạng, thật ra đây là một dạng virus thường trú có thể gặp ở cơ quan sinh dục của nam hoặc của nữ, hoặc có thể gặp ở cái vùng mình gọi là vùng hầu họng, tức là từ vùng miệng trở về sau và trên lên trên mũi. Cái nhóm HPV này sẽ có được phân làm hai nhóm với hơn 100 chủng virus khác nhau. Thì sẽ có làm hai nhóm, một nhóm là nguy cơ cao hay còn gọi là cái nhóm mà có khả năng gây ra những cái biến đổi ác tính, tức là ung thư. Nhóm thứ hai là nhóm nguy cơ thấp. Thì người ta nhận thấy, tức là rất nhiều nghiên cứu đã ghi nhận là cái HPV này có thể gây ra những cái tổn thương ung thư ở vùng hầu họng, ở vùng bộ phận sinh dục của nữ, và điển hình nhiều nhất là cổ tử cung, sau đó là đến âm đạo. Kể cả ở nam vẫn có cái nhiễm HPV này, vẫn cái nhóm mà nguy cơ cao này vẫn có thể gây ung thư của dương vật hoặc là ung thư của cái bìu. Cái yếu tố nguyên nhân thứ hai là cái yếu tố nguy cơ thứ hai là những người mà nếu mà chị Thu Nga có nhớ là, và các chị còn nhớ là khoảng thập niên 70-80 đó, thì tỷ lệ ung thư cổ tử cung là một trong những cái ung thư cao nhất thường gặp ở nữ, là do thời điểm đó thường các bà các mẹ của mình sanh con rất là nhiều. Thì khi mà mình sanh con, đơn thuần cho dễ hiểu là cái phần trong của cổ tử cung nó sẽ bị đẩy ra ngoài, hay mình còn gọi là tình trạng lộ tuyến. Thì khi nó cứ lộ đưa ra ngoài vậy thì cái môi trường nó khác, nó dễ bị viêm nhiễm tới lui. Hay là cái thời điểm đó các bà các cô ở nông thôn á, nhiều khi cứ nói mắc bệnh là mất vì bệnh ung thư, là nhiều khi mình các bà các cô mà làm ruộng thì cứ ngâm mình ở trong dưới nước á, thì cái mặt vệ sinh viêm nhiễm là nó không được đảm bảo. Liên quan tới cái virus HPV thì nó có những yếu tố nguy cơ khác nữa, chẳng hạn như là ở đối với cái thế hệ trẻ hiện giờ thì các bạn bắt đầu quan hệ tình dục ở cái lứa tuổi sớm hơn, hoặc là những người mà họ có nhiều bạn tình. Nhiều bạn tình ở đây có thể là cùng một lúc nhiều bạn tình, hoặc là nhiều bạn tình và họ không kiểm soát, nó không có đi kiểm tra về mặt những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục. Thì bản thân cái virus HPV như nghe từ đầu người đã nói, ở cái nhóm mà nguy cơ thấp á, hoặc là nhóm lành tính, thì họ vẫn có thể gây ra những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một cái yếu tố nguy cơ nữa là những người mà họ quan hệ đồng tính và họ quan hệ qua đường hậu môn. Và thêm một yếu tố nữa là những người họ hút thuốc lá. Thì yếu tố hút thuốc lá là gần như cái yếu tố nguy cơ xuất hiện trong tất cả các loại ung thư, chứ không riêng ung thư cổ tử cung. Và ở một nhóm cuối cùng là những bệnh nhân mà họ có cái tình trạng miễn dịch của cơ thể giảm, chẳng hạn như là những bệnh nhân họ nhiễm HIV, hoặc những bệnh nhân họ phải điều trị những cái nhóm bệnh khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Thảo Nghi đã cho chúng tôi có những cái thông tin đầu tiên. Chúng tôi thấy rằng là Kỳ Duyên ngồi nghe rất là chăm chú. Có điều gì, thông tin nào của bác sĩ Thảo Nghi vừa chia sẻ mà Kỳ Duyên bất ngờ hay không? Thật sự là tất cả những cái thông tin mà bác sĩ vừa mới chia sẻ cho em thì đối với em thì nó đều là những điều bất ngờ ấy ạ. Đó, tại vì thật sự là đúng là từ trước đến giờ thì mình chỉ có biết được là cái bệnh căn bệnh ung thư cổ tử cung này là một cái căn bệnh có thể gọi là so với những cái căn bệnh ung thư phổi hay là ung thư gan hay là những căn bệnh ung thư đó thì có thể là sẽ không có trầm trọng bằng và mình có thể chữa khỏi được. Nhưng mà ngày đến ngày hôm nay thì mình mới nghe được đầy đủ tất cả các thông tin là những cái nguyên nhân nào vì sao bị bệnh đó, và đây cũng là một cái thông tin mà cực kỳ hữu ích đối với mình để mà sau này có thể ví dụ như là em của mình hay là con của mình thì mình vẫn có một cái gì đó để mà mình có thể truyền lại cho những cái thế hệ sau này của mình, nếu để cho các bạn ý không cần phải hỏi bác sĩ nữa. Dạ. Đó chính là một cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn ở Hoa hậu Kỳ Duyên, đó là giống như là sứ giả của cái chương trình này, những cái người mà chia sẻ những cái thông tin đến với cộng đồng, truyền cảm hứng cho cộng đồng quan tâm hơn đến một cái căn bệnh rất là nguy hiểm như là bệnh lý ung thư cổ tử cung. Và câu hỏi thứ hai của khán giả đó là tiền ung thư cổ tử cung là gì ạ? Dạ, cái tiền ung thư ở đây là khi tế bào một cái ung thư là cái quá trình những cái tế bào bị thay đổi về hình dạng, về tính chất, hoặc là nó sinh ra những cái một số tế bào con mà không thể kiểm soát được. Khi mà những cái tế bào nó có đặc tính hoàn toàn khác và nó xấu và nó có thể đi ra những nơi khác trong cơ thể thì nó gọi là tế bào ung thư. Nhưng ở khoảng giữa những cái tế bào ung thư và những tế bào bình thường là sẽ có những cái tế bào chỉ mới là bị thay đổi một chút xíu về hình dạng, hoặc là cái quá trình sửa chữa cái tế bào khi mà cơ thể của mình cũng rất là diệu kỳ, là khi mình có bất kỳ một cái tổn thương nào bất thường, có thể là viêm hoặc ác tính, thì cơ thể ban đầu sẽ có những khả năng cái gọi là cái hệ miễn dịch đó, khả năng tự sửa chữa lại những cái bất thường đó. Nhưng nếu một cái quá trình hư hao đó nó kéo dài thì cơ thể dần dần sẽ mất đi cái khả năng kiểm soát cái quá trình tự sửa chữa. Thì khi những tế bào nó chỉ mới bắt đầu thay đổi một ít thôi và nó vẫn có những sự sửa chữa, nhưng những sự sửa chữa này nó không có còn chuẩn như ban đầu nữa, thì về mặt bên ngoài thì mình có thể gọi những cái tổn thương đó là tổn thương tiền ung thư. Và một cái đặc điểm nữa là những tổn thương tiền ung thư này nếu được phát hiện sớm và được xử trí đúng kịp thời thì gần như là có thể ngăn chặn tuyệt đối cái việc là không, nó sẽ không tiến triển thành cái bệnh ung thư. Thưa bác sĩ, hai dì của cháu đều bị ung thư cổ tử cung, phải cắt tử cung. Trong số các nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung thì yếu tố di truyền chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Vì gia đình cháu có người đã bị nên cháu cũng ý thức đi kiểm tra. Nhưng hiện tại cháu mới 26 tuổi, bây giờ chưa có dấu hiệu gì, nhưng liệu sau này có nguy cơ hay không? Xin được cảm ơn bác sĩ. Xin mời bác sĩ Thảo Nghi ạ. Dạ, xin cảm ơn chị, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật ra có một cái thông tin nghi xác nhận liền, xin phép xác nhận liền để cho quý khán giả không có lo lắng là bệnh ung thư cổ tử cung là căn bệnh không có mang tính chất di truyền. Về thông tin thứ hai là thật ra như hồi nãy bác sĩ Hiền Lê cũng đã có chia sẻ và ngay từ đầu đã nói thì HPV là cái nguyên nhân hàng đầu chiếm gần như 90% các trường hợp ung thư cổ tử cung. Nhưng mà rất là may mắn, nếu mà bạn có để ý đến các phương tiện truyền thông á, thì cũng rất là may mắn là khi người ta nhận dạng được cái nhóm virus HPV bằng nguy cơ cao gây ung thư, thì đồng thời y học cũng đã tìm ra một cái vaccine để phòng ngừa cái virus HPV này. Đối với các bác sĩ, giống như các bác sĩ với nhau thì tụi Nghi lại rất mong là được các bệnh nhân đến khám hoặc là tự giác đi tầm soát. Bởi vì trong cái bộ ba để mà của WHO cũng giống như là CDC, tức là Trung tâm Bệnh tật Phòng ngừa Bệnh tật của Mỹ và trên toàn thế giới hiện nay áp dụng để làm giảm cái nguy cơ ung thư cổ tử cung, là cái chìa khóa đầu tiên là chủng ngừa HPV. Cái chìa khóa thứ hai là đi sàng lọc, khám phụ khoa định kỳ tùy theo cái độ tuổi của mình mà mình sẽ có cái lịch khám nó phù hợp. Và đến cái bước thứ ba thì mới là đến cái bước gọi là phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và đưa ra cái hướng điều trị phù hợp. Thì trong ba bước này thật ra là cái hai bước đầu tiên thì tụi Nghi vẫn, bác sĩ Nghi vẫn hay nói, các chị em Nghi vẫn hay nói với nhau, đây là bộ đôi chìa khóa vàng.
Bởi vì mình có thể chích ngừa và mình đi tầm soát khám định kỳ thì mình sẽ phát hiện sớm những thay đổi, đôi khi nó chỉ là chớm thay đổi trên bề mặt của cổ tử cung thôi là mình đã có thể phát hiện và mình xử lý điều trị, những biện pháp điều trị tại chỗ thì gần như không tốn kém, gần như không có gây cái sang chấn về mặt tâm lý, gần như không ảnh hưởng đến cái chức năng làm vợ làm mẹ của những người phụ nữ. Và y học hiện nay với cái tầm phát triển thì luôn luôn đẩy mạnh cái học cộng đồng và phòng ngừa lên hàng đầu. Dạ, thì với bạn ở cái độ tuổi 26 thì đây là cái độ tuổi coi như là cái độ tuổi chuẩn để bạn nên đến các trung tâm, gặp các bác sĩ sản phụ khoa, trung tâm tiêm chủng để mà được tư vấn về cái chuyện chích phòng ngừa HPV. Với cái bệnh lý ung thư cổ tử cung thì nó có những cái triệu chứng nào để cho cái người bệnh tự cảm nhận được hay không, hay là những cái triệu chứng để các bác sĩ có thể nghĩ tới cái bệnh lý này rất là sớm là gì, thưa bác sĩ Hiền Lê? Thực ra thì cũng giống như là bác sĩ Nghi đã nói, thì vì là cái cổ tử cung nó nằm ở trong cái vùng chậu cho nên là cái việc mà nó rất là kín đáo, cho nên đôi khi là cái nó cũng giống như một số các cái bệnh lý về ung thư khác, tức là nó âm thầm và lặng lẽ. Khi mà nó đôi khi mà nó đã biểu hiện đến ra triệu chứng rồi thì thường là những cái triệu chứng đấy thì cũng khá là muộn. Tuy nhiên là nó cũng có một số các cái triệu chứng gợi ý mà mình có thể biết được, ví dụ như là bệnh nhân cứ bị da khí hư, da những cái dịch màu nâu hôi dai dẳng, hoặc là bệnh nhân bị đặc biệt là một cái dấu hiệu rất là quan trọng mà các bác sĩ ai người ta cũng rất là quan tâm, đấy là khi mà quan hệ vợ chồng chẳng hạn thì bị da máu tươi chẳng hạn, bị da máu đấy là một cái dấu hiệu, hoặc là khi quan hệ tình dục thì đau hoặc là đau âm ỉ vùng chậu. Tuy nhiên khi mà đã có những cái triệu chứng như thế rồi thì thường là nó đã khá là muộn. Phần lớn thì người ta muốn để mà chẩn đoán được thì trước tiên là đi khám phụ khoa thường kỳ và sau đấy thì làm những cái xét nghiệm, mà một trong những xét nghiệm quan trọng nhất đấy là xét nghiệm HPV để xem là mình có bị nhiễm HPV hay không. Vì như bác sĩ Thảo Nghi đã nói đấy, là HPV là một trong những cái nguyên nhân đầu tiên để mà gây ra cái gần như là 90% là gây ra cái nguyên nhân là ung thư. Mặc dù là HPV có đến trên 200 nhóm khác nhau nhưng mà nó chỉ có một số nhóm là nó có thể là gây nên ung thư, gây ra ung thư cổ tử cung, ví dụ như đặc biệt là nhóm 16 hoặc là nhóm 18 chẳng hạn, là nó có thể làm cho là 70% ung thư cổ tử cung là do của cái nhóm 16-18. Nếu mà mình đi khám phụ khoa thường kỳ mà khi mà mình có biểu hiện là những cái nhóm về HPV mà bị dương tính như thế thì mình ngay lập tức là mình sẽ có một cái số xét nghiệm, mình đi khám về cổ tử cung, mình soi rồi mình sinh thiết, rồi mình làm các cái để mình phát hiện được sớm những cái dấu hiệu sớm hơn, chứ là khi mà đã có những cái triệu chứng thì nó hơi muộn. Và một câu hỏi được gửi trực tiếp tới bác sĩ Hiền Lê là: thưa bác sĩ, các triệu chứng của ung thư cổ tử cung thường xuất hiện ở giai đoạn nào? Làm sao để có thể phân biệt được triệu chứng này với triệu chứng của các bệnh phụ khoa khác trong những trường hợp mà bác sĩ đã phát hiện rất sớm ung thư cổ tử cung cho những bệnh nhân của mình, thì những triệu chứng tiêu biểu là gì ạ? Như tôi đã nói lúc nãy là ung thư nói chung ấy là thường nó phát triển rất là âm thầm và lặng lẽ, và ung thư cổ tử cung thì nó cũng nằm trong những cái bệnh lý đấy, cho nên là cái việc mà phát hiện những cái triệu chứng để mà phát hiện được ung thư cổ tử cung thực ra là rất là khó. Chỉ để mà mình phát hiện được tốt nhất là mình nên đi khám phụ khoa định kỳ, và cái việc đầu tiên là mình đi khám xem là mình có bị tổn thương cổ tử cung hay không, rồi mình phải làm xét nghiệm HPV, mình làm xét nghiệm tế bào để xem mình có bị nhiễm HPV không, các cái tế bào của mình có bị thay đổi giống như bác sĩ Nhi nói rằng là có bị acus, lao xin, hai xin hay không chẳng hạn, xin 1, xin 2, xin 3 khi mà mình sinh thiết chẳng hạn. Nếu mà khi mình đã phát hiện ra những cái tổn thương đấy rồi, mình điều trị sớm thì cái việc mà phát triển thành ung thư cổ tử cung sẽ không còn nữa. Còn cái việc mà để mà mình khi mà mình đã phát hiện mình có những cái triệu chứng rõ ràng để mà mình đến để mà đi khám với bác sĩ thì thường khá là muộn, là khi mà mình bị da máu khi quan hệ hoặc là da những cái dịch rất là bẩn, rất là hôi chẳng hạn, thì lúc đấy thường là ung thư nó đã ở có thể là giai đoạn 2, giai đoạn 3 rồi, thì rất là khó. Và tốt nhất là tôi khuyên là tất cả mọi người, việc đầu tiên là chắc chắn là phải đi tiêm phòng HPV, cái đấy là cái thực sự là rất là cần thiết và bổ ích. Cái thứ hai là cứ 6 tháng một lần mình đi khám phụ khoa định kỳ, như thế thì mình có thể phát hiện được những cái bệnh lý về ung thư cổ tử cung rất là dễ dàng và có thể điều trị được nó một cách sớm nhất có thể.
Cảm ơn bác sĩ Lê. Thật ra cũng giống như chị bác sĩ Lê đã trình bày đó, thì gần như có một cái thông tin muốn chia sẻ để mọi người đừng có hiểu lầm là không phải đau, tức là ung thư cổ tử cung nói chung, nói riêng và ung thư nói chung, thường ung thư sẽ không đau nha quý vị. Cho nên đừng, còn khi để đến khi đã đau rồi thì thông thường nó đã xâm lấn ra những cái bộ phận khác xung quanh nó rồi, tức là không còn ở giai đoạn sớm nữa. Đó là cái thông tin thứ nhất. Tại vì rất nhiều người hay nhầm lẫn là từ đau thấy đau quan hệ đau hoặc là những cái vú đau thì nghĩ là ung thư, nhưng thật ra những khối u thường ung thư ác tính nó không gây đau. Và một cái thứ hai nữa là để gọi là phát hiện sớm và hiệu quả thì đa phần là nằm trong, như chị Lê đã chia sẻ đó, là nằm trong những chị em phụ nữ mà đi khám định kỳ, khám phụ khoa định kỳ, để mà phát hiện những tổn thương mới và thay đổi ngay bề mặt, chứ đến khi có những cái dấu hiệu, tại vì những cái dấu hiệu như ngay nãy giờ suốt các bác sĩ cũng đã nói rất là nhiều, là chẳng hạn như ra dịch thôi hoặc là ngứa thì nó có thể trùng lập với những cái bệnh khác, chẳng hạn như viêm nhiễm nó cũng có những dấu hiệu đó. Nhiều khi lần đầu có thể là viêm nhiễm, nhưng mà mình cứ nghĩ ồ như vậy chắc lần này cũng viêm nhiễm, giống như lần trước có thể mình sử dụng nước muối mình tự rửa, hoặc mình mua thuốc, hoặc là mình đặt thuốc giống như bác sĩ đã cho, nhưng có thể ở lần thứ hai hoặc lần thứ ba hoặc những lần sau thì nó lại là một cái tình trạng bất thường khác. Cho nên nhờ các bạn nhớ lưu ý giùm cái thông tin này. Nghe những thông tin vừa rồi thì Kỳ Duyên có những cái suy nghĩ hay là những cái điều gì mà mình được biết và mình cảm thấy rất là ý nghĩa? Thật ra thì đến bây giờ thì cũng khoảng thời gian cũng đã hơn một tiếng đồng hồ là ngồi nghe rất là nhiều những cái thông tin hữu ích từ bác sĩ ở đây. Tại vì thật ra thì các bác sĩ nói như vậy thôi thì mình cũng muốn là chia sẻ những cái gọi là cái gì nhỉ, gọi là hiện thực của cái người mà vừa mới đi tiêm xong để cho mọi người hiểu như thế nào. Tại vì thực sự vì đối với những cái hiểu biết của mình về những cái bệnh ung thư thì bản thân mình biết rằng là cái bệnh ung thư đúng như là bác sĩ vừa nói là đó là một cái án tử cho chính bản thân mình. Và đến bây giờ thì thực ra là cũng chưa thực sự là có một cái phương thuốc nào để có thể chữa dứt khỏi cái bệnh này, hoặc là có một cái loại vaccine nào đó có thể phòng ngừa được những cái bệnh này. Và trong thâm tâm mình biết rằng là mình muốn phòng tránh căn bệnh ung thư như thế này thì mình chỉ có một cái cách là mình phải sống thật là healthy này, mình cái cách mà mình sinh hoạt rồi là cái cách mình ăn uống tập luyện hàng ngày làm sao để cho cuộc sống của mình nó thật là khỏe và thật là sạch, thì đó cũng là một cách để mình phòng chống ung thư. Nhưng khi mà mình nhận được lời mời của chương trình, mời mình tham gia chương trình này, và thì đấy là cái lúc mà mới ngày cách đây 2 hôm thôi, thì mình cũng được biết là ngày ở đây cũng đã bắt đầu có cái vaccine phòng chống bệnh ung thư cổ tử cung đó, và mình đã quyết định một cái là mình sẽ đến đây để tiêm phòng ngừa ngay. Thì đó là một cái sau này, sau khi mà mình tiêm xong mình cảm thực sự là rất là yên tâm về mặt tâm lý, chứ không phải là riêng gì cái chuyện tiền bạc cả. Bởi vì thật sự là mình phải có sức khỏe thì mình mới có thể làm ra được kinh tế chẳng hạn đó, thì đấy là một cái tâm lý cho mình cảm thấy là có một phần nào đấy rất là yên tâm đối với riêng căn bệnh này đó. Và sau khi mà tiêm xong thì mình cũng khuyên các bạn là các bạn hãy cố gắng giữ cho mình một cái cuộc sống thực sự là healthy, thực sự là sạch và thực sự là khỏe mạnh, thì để khi mà mình có một cái nền tảng sức khỏe tốt thì mình có thể phòng tránh và chống chọi lại những cái căn bệnh như vậy. Cảm ơn Kỳ Duyên rất nhiều với những cái hành động rất là thiết thực ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là bạn cũng đã dành thời gian để mà tham dự chương trình, cũng như là trực tiếp để trải nghiệm cái cảm giác là tiêm một cái mũi vaccine phòng ung thư cổ tử cung, phòng HPV thì như thế nào, và chia sẻ với những người hâm mộ cũng như những khán giả của chương trình ngày hôm nay. Và một cái điều rất là quan trọng là chúng tôi luôn luôn mong những người nổi tiếng, những người của công chúng như Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ tiếp tục lan tỏa những cái giá trị tích cực, những cái thông điệp hữu ích đến với cộng đồng, giống như thông điệp ngày hôm nay Kỳ Duyên đã chia sẻ với quý vị, là nếu như chúng ta và chính các bạn trẻ hoặc là những em nhỏ hoặc là những cái bậc phụ huynh, chúng ta quan tâm đến sức khỏe của các bé gái, của những người phụ nữ, thì chúng ta có những cái hành động thiết thực, đó là việc đưa con, đưa em, đưa cháu và chính bản thân mình đi tiêm vaccine phòng ung thư cổ tử cung, và đó chính là một cái cách hiệu quả và đơn giản nhất để chúng ta có thể phòng cái căn bệnh nguy hiểm này. Và có một câu hỏi tiếp tục là, thưa bác sĩ, vậy thì có trường hợp nào mà có dấu hiệu rồi nhưng khi đi thăm khám mà các bác sĩ không phát hiện ra hoặc là bỏ qua hay không ạ? Nếu như nghe hiểu rõ câu hỏi này thì ý bạn nói là có những dấu hiệu chẳng hạn như ra máu hoặc ra dịch bất thường ở ở âm đạo, và đi khám, ở đây cũng phải hỏi rõ là bạn khám với bác sĩ chuyên khoa nào.
Tại vì thông thường nếu như bạn khám với các bác sĩ sản phụ khoa hay những bác sĩ ung bướu mà bác sĩ ung bướu có làm ở cái mảng sản phụ khoa, thì thông thường khi bạn khám thì cái thao tác đầu tiên, tức là trước đó bác sĩ hỏi bệnh thăm khám, thì các bác sĩ sẽ phải khám cái phần cổ tử cung của bạn bằng cách là đặt một cái dụng cụ các bạn hay nghe gọi là mỏ vịt đó, để làm rộng cái phần âm đạo ra để các bác sĩ có thể quan sát được cái phần cổ tử cung. Thì gần như cái chuyện bỏ sót tổn thương nếu mà bạn được khám với các bác sĩ sản phụ khoa và muốn sản phụ khoa thì gần như là không có. Có thể là bạn khám với một bác sĩ nội khoa, tức là không có được thăm khám phụ khoa thì mới có cái tình trạng sót tổn thương. Vâng, và với cái câu hỏi này thì bác sĩ Hiền Lê có những cái kinh nghiệm như thế nào trong cái việc là các bác sĩ sẽ nhận ra những cái dấu hiệu rất là sớm ở bệnh nhân, hoặc là đánh giá những cái nguy cơ để mà có những cái chỉ định rất là sớm nhằm phát hiện cho bệnh nhân ở những cái giai đoạn mà như chúng ta đang nói tới, là thậm chí là tiền ung thư? Thực ra thì cái câu hỏi mà bác sĩ Thảo Nhi vừa trả lời đấy thì khi mà đã có những cái dấu hiệu về ung thư thì mình cũng không hiểu là cái câu hỏi bạn nói đây là cái dấu hiệu trên lâm sàng hay là cái dấu hiệu của cái xét nghiệm. Vì nếu mà nói rằng là có cái xét nghiệm tế bào đã là bị có tế bào ung thư rồi, hoặc là có các cái xét nghiệm HPV tiếp 16, 18 rồi chẳng hạn thì nó khác. Còn nếu mà là chỉ là gọi là cái dấu hiệu ví dụ như là ra máu khi quan hệ, hoặc là chỉ ra khí hư, hoặc là đau vùng chậu chẳng hạn thì nó lại khác. Tuy nhiên là khi mình thăm khám ấy thì một cái việc quan khi mà mình làm các cái xét nghiệm tế bào mà có những cái tế bào tổn thương mà như là gọi là tiền ung thư đấy, thì sau đấy thì các bác sĩ người ta phải còn làm cái việc nữa là người ta phải soi cổ tử cung. Vì người ta vì cái việc mà đánh giá để chẩn đoán cái ung thư cổ tử cung, người ta gọi là cái kiềng ba chân. Cái thứ nhất là phải làm xét nghiệm tế bào này, cái thứ hai là phải soi cổ tử cung này, và cái sự khi chúng ta soi cổ tử cung mà chúng ta nhìn thấy rằng là có những cái tổn thương nghi ngờ, ví dụ như là có vết trắng này, ví dụ như là có tế bào tăng sinh này, có lát đá chẳng hạn, đấy là những cái từ rất là chuyên môn, thì người ta sẽ có thể là bấm sinh tiết hoặc là người ta cắt líp chẳng hạn, để sau đấy thì làm xét nghiệm giải phẫu bệnh lý để xem là liệu là cái đấy là có phải là thực sự là bị ung thư hay không, thì mới có thể chẩn đoán được những cái giai đoạn sớm. Còn nếu mà ở những cái giai đoạn mà bác sĩ chỉ cần bằng mắt thường mà có thể chẩn đoán được ung thư rồi thì thường nó khá đã là muộn, thực là nó đã sùi rồi cổ tử cung nó đã phì đại rồi, thì đồ nó đã rất là hẹp, thì nó di căn rất là lan tỏa rất là rộng rồi, thì rất là khó. Nên tốt nhất là các bạn phải nên đi khám, như là bác sĩ Nhi nói là phải nên đi khám với các bác sĩ hoặc là phụ khoa mà chuyên về thăm khám về các cái lĩnh vực về ung thư, hoặc là các bác sĩ về ung thư nhưng mà lại phải là ung thư phụ khoa, chứ còn ung thư phổi thì cũng không chẩn đoán được. Đấy thì đấy là cái lý do tại sao mà muốn được phát hiện sớm thì cần phải đi thăm khám với những các chuyên gia là như thế. Và câu hỏi tiếp theo khán giả gửi cho chương trình đó là: thưa bác sĩ, ung thư cổ tử cung thì thường gặp ở độ tuổi nào? Thực ra thì ung thư cổ tử cung có thể gặp ở tất cả các độ tuổi. Mình cũng, như quý vị cũng đã biết gần đây thì có những trường hợp bé 14, 15 tuổi cũng có thể gặp. Nhưng thông thường do cái tổn thương, những tổn thương tại chỗ cổ tử cung nó thường xảy ra, những nguy cơ xảy ra nó nhiều ở cái độ tuổi mình bắt đầu mình có quan hệ tình dục, hoặc là sau khi mình mãn kinh, là những cái thay đổi về nội tiết, thay đổi về bề mặt, nó có thể dẫn đến những cái thay đổi về tế bào. Cho nên cái độ tuổi mà mình thường hay gặp ung thư cổ tử cung đa phần là ở hai cái cực điểm, hai cái giai đoạn tuổi là khoảng từ 30 đến, tức là khoảng từ 28-30 cho đến 40. Và một cái đoạn tuổi nữa là khoảng từ 55 đến 60. Thành ra trong cái lịch mà đi khám tầm phụ khoa định kỳ để kiểm tra các bệnh thông thường và phát hiện sớm thì cũng có những cái hướng dẫn chi tiết cho những cái trong cái đoạn độ tuổi này, những người phụ nữ trong độ tuổi này. Và câu hỏi nữa liên quan đến bệnh lý ung thư cổ tử cung là: thời gian ủ bệnh ung thư cổ tử cung là bao nhiêu lâu, và ung thư cổ tử cung thì có gây rụng tóc hay không? Và chúng tôi xin mời bác sĩ Hiền Lê ạ. Thực ra thì cái bệnh ung thư cổ tử cung nó diễn ra là âm thầm lặng lẽ, cũng không ai nói rằng là nó từ giai đoạn này nó chuyển sang cái giai đoạn kia là một quãng thời gian nhất định
là bao nhiêu lâu cận đại, vì nó có một cái giai đoạn là có thể từ tiền ung thư xong rồi sau đấy nó chuyển sang đến cái giai đoạn ung thư, cũng có thể nó rất là nhanh, cũng có thể là nó từ từ, có thể 6 tháng 1 năm, hoặc là có thể là có những cái giai đoạn là nó có thể 5 năm sau nó mới xuất hiện bệnh. Thì cái việc mà chẩn đoán những cái ung thư như thế thì chúng ta thấy rằng là khó mà có thể dự báo được là trong một cái quãng thời gian bao nhiêu lâu sau thì bệnh ung thư nó có thể diễn ra. Nếu mà còn một câu hỏi gì nữa nhỉ? Có một cái câu là có một câu nữa tiếp, đúng không? Có một câu anh vừa hỏi là gì? Ung thư cổ tử cung có gây rụng tóc hay không? Ung thư cổ tử cung, bệnh lý ung thư cổ tử cung thì không gây rụng tóc, nhưng nếu điều trị ung thư cổ tử cung, trong quá trình mà điều trị ung thư cổ tử cung thì có thể gây rụng tóc, ví dụ như là xạ trị, ví dụ như là hóa trị thì chắc chắn là sẽ bị gây rụng tóc. Và có những cái câu hỏi liên quan đến cái sự nguy hiểm của bệnh lý ung thư cổ tử cung, đó là: thưa bác sĩ, những hậu quả mà ung thư cổ tử cung gây ra là gì? Bị ung thư cổ tử cung thì không thể quan hệ tình dục và mang thai sinh con được, đúng không ạ? Và ung thư cổ tử cung sẽ gây ra tử vong trong những trường hợp nào? Và xin mời bác sĩ Hiền Lê ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực ra thì khi mà đã bị ung thư thì tất nhiên là người ta nói rằng ung thư là một cái án tử hình. Đấy là cái câu nói mà trước đây người ta vẫn nói, nhưng tuy nhiên là không nhất thiết là cứ bị ung thư là ai cũng có thể là bị như thế cả. Như là bác sĩ Thảo Nghi có nói đấy, là chúng ta khi mà chúng ta phát hiện được những cái giai đoạn rất là sớm thì chúng ta có thể điều trị được nó một cách triệt để. Ví dụ như là ung thư cổ tử cung người ta phân chia làm 4 giai đoạn: giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 chẳng hạn. Tất nhiên nếu mà chẳng may là bạn bị rơi vào giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì đương nhiên là cái tiên lượng của nó cực kỳ là không tốt. Nhưng nếu ở giai đoạn 1A1 chẳng hạn thì cái việc mà điều trị của nó kịp thời và ngay thì cái việc mà tiên lượng là cuộc sống của đối với bệnh nhân là không có gì là không thể cả. Với lại là khi mà nếu mà bạn bị mắc một cái bệnh ung thư, nếu ở giai đoạn sớm chẳng hạn, ngay cả khi mà bạn bị cắt bỏ tử cung rồi cũng không có nghĩa rằng là con đường trở thành làm mẹ của bạn là từ đấy là bị cắt bỏ. Vì khi mà chúng ta biết rằng là khi mà người ta phẫu thuật một cái cắt tử cung thì người ta sẽ bảo tồn hai cái buồng trứng cho người phụ nữ, và hai cái buồng trứng đấy nếu mà trong trường hợp mà không phải xạ trị gì, chỉ có mỗi cái phẫu thuật không đơn thuần không thôi, thì sau đấy thì người ta có thể với những cái trung tâm IVF có khắp mọi nơi ở Tâm Anh chẳng hạn, ở tất cả các bệnh viện của Tâm Anh ở Hà Nội, ở Tâm Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta có thể làm IVF, xong rồi sau đấy đối với những cái bệnh nhân mà đã không có tử cung thì nhà nước người ta có thể cho nhờ mang thai hộ, nhờ họ hàng mang thai hộ được. Cho nên là cái việc mà làm mẹ vẫn không phải là cái việc không thể. Còn đối với, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà ở những cái giai đoạn mà sau khi phẫu thuật rồi mà cần phải xạ trị, cũng không có nghĩa rằng là cái buồng trứng sẽ bị phá hủy. Cái buồng trứng vẫn có thể được bảo tồn. Người ta khi phẫu thuật người ta sẽ treo cao như buồng trứng lên rất là cao, đẩy xa cái vị trí buồng trứng ở những cái nơi mà đáng nhẽ nó cần có. Sau đấy thì khi xạ trị thì người ta sẽ, các bác sĩ người ta sẽ đánh dấu những cái vị trí mà người ta đã đặt buồng trứng vào rồi. Xong rồi người ta sẽ có những cái dụng cụ để chắn xạ, để làm cho khi mà người ta xạ trị thì cái buồng trứng nó sẽ không bị phá hủy. Và từ đấy thì sau này khi mà bệnh nhân đã được điều trị ổn rồi thì người ta vẫn có thể làm IVF được, vẫn có thể làm thụ tinh ống nghiệm, xong rồi nhờ người mang thai hộ để mình vẫn có thể có một đứa con. Hoặc là còn có một phương pháp nữa là người ta sẽ trữ các cái mô buồng trứng trước khi làm, trước khi phẫu thuật hoặc là trước khi xạ trị. Người ta lấy cái mô đấy người ta gửi đông vào trong các cái trung tâm IVF để làm sau này thì người ta lấy những cái mô đấy người ta có thể là làm thụ tinh ống nghiệm để có thể có con được. Cho nên cái con đường mà khi mà mình bị ung thư rồi không có nghĩa rằng là cái con đường mà sinh sản của mình là bị cắt đứt hoàn toàn. Tuy nhiên là mình cố gắng làm sao mà mình phát hiện được sớm và điều trị càng sớm, ở giai đoạn càng sớm bao nhiêu thì cái việc mà điều trị nó sẽ không nặng nề bấy nhiêu, và lúc đấy thì cái cuộc sống, chất lượng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Nếu mình bị giai đoạn 3, giai đoạn 4, mình bị xạ trị, bị hóa trị thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ của nó, ví dụ như là tổn thương các tạng lân cận, ví dụ như bằng quang, ví dụ như ruột, hoặc là nếu mình dùng hóa chất thì có thể làm gây nên suy tủy chẳng hạn. Nhưng nếu ở những cái giai đoạn sớm thì chỉ cần là phẫu thuật đơn thuần không thì cái việc mà cuộc sống, chất lượng cuộc sống sau này thì cũng gần như là không phải là quá là bi đát.
Cảm ơn bác sĩ Hiền Lê. Có thể nói rằng là chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều những cái chương trình tư vấn về sức khỏe, nhưng mà chương trình ngày hôm nay là một trong những chương trình nhận được những cái hiệu ứng rất là lớn từ cộng đồng. Chúng tôi có thể nhìn thấy cùng một lúc số lượng người xem rất là lớn, lượng chia sẻ cái chương trình ngày hôm nay lưu về Facebook của mình để cho nhiều người được xem hơn, và thậm chí là chính các bạn có thể xem lại những cái thông tin này, rồi những cái tag nhau, những cái đánh dấu, những cái gọi nhau là đã đi tiêm chưa, rồi nghe thông tin này đừng hoang mang lo lắng, bác sĩ nói đây này, rồi rủ nhau đi tiêm rất là nhiều. Và chúng tôi nghĩ rằng đấy là những cái hiệu ứng lan tỏa rất là tốt ở trong xã hội của chúng ta, và làm sao để Việt Nam sẽ trở thành một những cái thành viên tích cực trong cái việc mà hoàn thành cái chỉ tiêu là 90% bé gái được tiêm vaccine phòng chống ung thư cổ tử cung, để chúng ta có thể xóa sổ một cái căn bệnh rất là nguy hiểm mà hiện nay đang là một cái gánh nặng rất là lớn cho cộng đồng. Và có một câu hỏi tiếp tục là tầm soát cái bệnh ung thư cổ tử cung là làm những cái công việc gì và phải trải qua những cái xét nghiệm hoặc là những cái thăm khám như thế nào. Xin bác sĩ Hiền Lê có thể giới thiệu thêm về cái quy trình chúng ta tầm soát cái ung thư cổ tử cung ra sao ạ? Cảm ơn Thu Nga. Để tầm soát ung thư cổ tử cung thì trước tiên là chúng ta phải đi khám định phụ khoa định kỳ, vì chúng ta biết rằng là cái việc mà khi chúng ta thăm khám phụ khoa định kỳ như thế thì chúng ta có thể phát hiện được, cái thứ nhất là khi mà chúng ta bị một cái viêm nhiễm âm đạo chẳng hạn, một cái viêm nhiễm âm đạo thông thường thôi, mà nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời, không điều trị tốt thì đấy cũng chính là một cái môi trường rất là tốt để cho HPV, khi mà chẳng may chúng ta bị nhiễm thì nó có thể, đấy là một cái môi trường thuận lợi để cho HPV nó có thể phát triển là tốt hơn. Cái thứ hai là khi chúng ta khám phụ khoa thì chúng ta có thể kiểm tra xem là mình đã bị nhiễm HPV hay chưa, nhiễm ở tiếp nào, ở những cái nhóm mà có nguy cơ cao hay là những cái nhóm chỉ là có nguy cơ thấp. Rồi chúng ta phải làm các cái xét nghiệm tế bào để xem là chúng ta có bị tổn thương, bị cái tế bào bị acus, lausin hay là hyacin, để chúng ta đặt mà cái việc là hướng, để cho bác sĩ hướng đến cái việc là chúng ta điều trị những cái tổn thương đấy như thế nào. Khi mà bệnh nhân có HPV dương tính lại có tế bào bất thường, rồi nhìn thấy hình ảnh cổ tử cung bất thường, thì lúc đấy bệnh nhân sẽ được soi cổ tử cung và xem là cái tổn thương cổ tử cung đấy là những cái tổn thương như thế nào. Thậm chí là người ta có thể sinh thiết, người ta có thể cắt líp, hoặc là người ta có thể điều trị để làm sao mà phòng ngừa được những cái tổn thương đấy ngay trước khi mà những cái bệnh lý về ung thư cổ tử cung có thể xảy ra. Cảm ơn bác sĩ. Và có một câu hỏi tiếp tục là bác sĩ cho em hỏi, em đã đi tầm soát ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng rồi, nhưng em vẫn thấy lo, không biết trong thời gian 5 năm vừa qua liệu có xuất hiện tế bào ung thư hay không. Và những câu hỏi liên quan là bao nhiêu lâu thì nên đi tầm soát ung thư cổ tử cung một lần, và phải làm tất cả những cái phương pháp như thế nào thì mới có thể tầm soát được tất cả các yếu tố nguy cơ ạ. Xin mời bác sĩ Thảo Nghi ạ. Như cái phần này thì Nghi cũng sẽ xin chia sẻ trước và sau đó cũng nhờ chị Hiền Lê bổ sung. Thật ra đối với cái lịch tầm soát thì nó sẽ phụ thuộc vào một vài yếu tố cơ bản. Thứ nhất là độ tuổi của người phụ nữ đó. Khi bắt đầu khi bạn đến khám với một bác sĩ sản phụ khoa, hoặc có thể bạn gặp một bác sĩ nội khoa hoặc là một bác sĩ ung bướu, nếu bạn muốn hỏi thông tin này, thì thông thường các những yếu tố này chẳng hạn như là độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu, hoặc là độ tuổi có kinh lần đầu, hoặc là số con đã sinh, hoặc là những cái biện pháp như có một hoặc câu hỏi nãy liên quan tới cái dùng vòng tránh thai, hay là những cái bệnh khác, yếu tố bệnh sử của bản thân bạn và gia đình bạn, thì để sẽ đưa ra được một cái lịch tầm soát nó phù hợp, không chỉ riêng cho ung thư cổ tử cung mà cho tất cả những bệnh khác. Nhưng đối với ung thư cổ tử cung thì một cái hướng dẫn chuẩn thôi, mình xin phép đưa ra một cái hướng dẫn chuẩn là thông thường người ta sẽ khuyến cáo là từ 20 cho đến 29-30 tuổi thì có thể bạn nên đi khám, khi sau khi bạn đã có quan hệ tình dục lần đầu tiên thì sau đó là bạn nên chủ động đi khám phụ khoa để được kiểm tra. Ở thời điểm đó ngoài cái việc thăm khám thì còn có thực hiện thêm những xét nghiệm khác nữa hay không sẽ tùy vào cái kết quả thăm khám. Chẳng hạn như hồi nãy chị Lê đã có chia sẻ, mình làm cái mình hay còn gọi là cái pap smear, tức là cái phết tế bào. Thì nếu cái kết quả đó bình thường có thể mình sẽ có một cái lịch là mình vẫn nên khám phụ khoa định kỳ là mỗi 6 tháng đến 1 năm. Nhưng những cái xét nghiệm làm HPV hoặc là cái phết tế bào có thể mình sẽ lặp lại trong vòng 2-3 năm hoặc là 5 năm sau đó. Còn ở độ tuổi từ bắt đầu từ 30 đến, đối với bên ở Mỹ và châu Âu thì họ đưa khuyến cáo là từ 30 cho đến 65 tuổi luôn. Tức là người nữ cũng sẽ thực hiện với cái lịch khám đó mỗi 3 năm một lần. Nếu kết quả có bất thường thì bạn sẽ có một cái lịch khám nó gần hơn. Đó là Nghi xin nói rõ là cái đó phần khám cho cái bao gồm là khám
xét nghiệm tế bào với tế bào âm đạo đó, tức là pap smear và làm HPV. Còn việc khám phụ khoa thông thường có nghĩa là mình đi khám, bác sĩ đặt mẫu vịt soi kiểm, tức là kiểm tra bằng tử cung, là mình đi nên khám mỗi 6 tháng đến 1 năm một lần trong độ tuổi mà mình, cái độ tuổi quan hệ tình dục. Bởi vì ngoài cái chuyện ung thư thì nó còn những cái bệnh lý khác như là viêm nhiễm hoặc những cái thay đổi bất thường khác. Cảm ơn bác sĩ Đặng Uy và bác sĩ Hiền Lê, thì có thêm cái lưu ý gì đối với vấn đề này ạ? Những cái thông tin đấy thì bác sĩ Thảo Nghi đã chia sẻ hết rồi. Tôi chỉ thêm một chút xíu đấy là khi mà mình làm những cái, nếu mà mình không có bị tổn thương gì thì các cái xét nghiệm đấy làm HPV hoặc là pap smear chẳng hạn thì sau 2 năm mình mới có thể làm một lần. Còn nếu mà khi mà mình có những cái vấn đề gì tổn thương thì tùy theo cái mức độ tổn thương thì bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn cho mình là nên là một thời gian bao lâu thì sẽ định kỳ khám lại. Còn đối với những người phụ nữ mà sau 45 tuổi chẳng hạn, khi mà đã 2 lần liên tiếp mình làm các cái xét nghiệm về HPV và tế bào không bị HPV không bị dương tính và tế bào không bị tổn thương thì có thể là sau đấy thì không cần phải đi làm các cái xét nghiệm về HPV hoặc là làm về tế bào ung thư nữa sau 65 tuổi. Đấy là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Vâng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc tầm soát ung thư cổ tử cung như các bác sĩ đã nói rằng là nó không quá phức tạp, nó cũng chắc chắn là nó cũng không quá tốn kém, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cũng chỉ có việc là bác sĩ thăm khám rồi làm một vài những cái xét nghiệm, nếu có những cái trường hợp nghi ngờ thì mới thực hiện những cái phương pháp mà cao cấp hơn. Thì như vậy thì ai cũng có thể và rất là nên được đi khám phụ khoa thường xuyên, định kỳ, và sau đó là như các bác sĩ khuyến cáo, nếu như chúng ta đã có quan hệ tình dục, chúng ta đã ở cái lứa tuổi là ngoài 25 rồi 30 thì chúng ta nên thực hiện cái việc tầm soát đó theo cái hướng dẫn khuyến cáo của các chuyên gia, các bác sĩ. Và có một câu hỏi tiếp tục là ung thư cổ tử cung thì khi siêu âm có thấy hay không ạ? Xin mời bác sĩ Hiền Lê. Thực ra thì khi ung thư cổ tử cung mà nếu mà mình siêu âm mà thấy thì ở giai đoạn quá muộn rồi, lúc đấy nó đã phải di căn đến những cái vùng lân cận rồi, chứ không thể nào mà có thể phát hiện được trên siêu âm. Thế còn nếu mà để mà phát hiện những cái giai đoạn sớm thì thường phải thăm khám lâm sàng, soi cổ tử cung, làm xét nghiệm tế bào và sinh thiết để làm giải phẫu bệnh lý. Ngoài ra thì có thể là người ta có thể chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán những cái để đánh giá các cái giai đoạn của nó, để xem là nó xâm lấn vào đâu, và chỉ có tại chỗ ở cổ tử cung hay là xâm lấn ra xa ở các cái tạng lân cận hoặc là di căn vào các hạch. Chứ ở vai trò của siêu âm ở trong chẩn đoán ung thư cổ tử cung thì thực sự là rất là thấp. Vâng, như vậy thì có rất nhiều cách để có thể phát hiện được ung thư cổ tử cung, và bác sĩ sẽ quyết định là lựa chọn cái phương pháp nào, đúng không ạ? Và thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với chương trình ngày hôm nay với những câu hỏi liên quan đến tầm soát ung thư cổ tử cung. Khán giả Lê Thanh Liễu có gửi câu hỏi đến fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24. Bác sĩ ơi, có phải polyp nếu để lâu không chữa sẽ dẫn đến ung thư cổ tử cung hay không? Cách bao lâu thì làm pap một lần? Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bạn Quỳnh Trương thì có gửi câu hỏi đến VN Express. Bác sĩ ơi, cho em hỏi, vậy hàng năm mình đi kiểm tra thử pap không tầm soát được, có tầm soát được ung thư cổ tử cung hay không ạ? Và với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Hiền Lê ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Cái polyp thì nó là, có thể là nó là một cái phát triển bất thường của các cái tế bào. Có thể là polyp nó có hai vị trí, hoặc là nó từ trong buồng tử cung nó đi ra, phát triển những cái polyp mà từ buồng tử cung đi ra, sợ nó phát triển xong nó đi ra ấy, thì thường đấy là do những cái tuyến niêm mạc của buồng tử cung. Đấy, người ta gọi là những cái polyp tuyến, bệnh lý của niêm mạc. Còn nếu mà polyp ở cổ tử cung chẳng hạn, từ ống cổ tử cung đi ra, thì đấy là các cái polyp của cái cổ tử cung. Và có thể là polyp có thể lành tính hoặc là có thể ác tính. Nhưng nếu mà những cái polyp, nếu mình để mà phát triển lâu ngày quá, nó cũng là những cái tế bào bất thường, cho nên dần dần nếu mình không điều trị, mình không chữa nó, cũng có thể nó là một chỗ sau này nó có thể biến thành là ung thư hóa. Cái điều đấy là cũng có thể xảy ra. Và đặc biệt là khi có polyp thì nó thường xuyên là nó sẽ bị viêm nhiễm, nó ra máu để viêm nhiễm. Rồi thì như các bạn biết đấy, là khi mà viêm nhiễm thì cái môi trường hệ sinh thái của âm đạo nó sẽ thay đổi này, rồi cái tế bào ở cái cổ tử cung nó cũng biến đổi theo này, nó làm cho các cái, làm cái yếu tố rất là thuận lợi để cho các cái HPV nó phát triển. Và khi HPV phát triển đấy thì những cái nhóm HPV mà nguy cơ cao thì nó sẽ tấn công vào cổ tử cung và gây nên là ung thư cổ tử cung. Chính vì lý do đấy mà chúng ta khi có polyp thì nhất định là phải điều trị, và điều trị triệt để tránh những cái hậu họa sau này. Cái polyp nó, mình có thể nói, mình hiểu một cách nôm na như là một cái phần thịt
dư ra. Và cái trong cái cổ tử cung cũng như cái âm đạo nó là một cái không gian nó hẹp, mà cái việc cọ sát hoặc tiếp xúc cái quan hệ tình dục nó cũng rất là dễ gây ra những cái thay đổi tổn thương bề mặt. Ngoài ra về mặt, đó là về mặt y học, còn về mặt yếu tố tâm lý thì những chị em phụ nữ khi mà có những tổn thương này thì thường rất là lo lắng căng thẳng, nhiều khi ảnh hưởng đến công việc hay là cứ lo sợ là như vậy thì em để như vậy em sẽ bị ung thư hay như thế nào đó. Cho nên nếu như trong những cái điều như chị bác sĩ Lê có chia sẻ đó, là nếu như cái điều kiện điều trị ở vị trí điều trị mà cho phép, thông thường các bác sĩ cũng sẽ khuyến cáo và giải thích cho bệnh nhân là mình có thể mình cắt đốt những cái polyp này đi. Nó mang tính chất đối với y học là mình phòng ngừa ngay từ đầu, và đối với bệnh nhân là mình giải quyết được một cái nỗi lo lắng cho bệnh nhân. Và quan trọng nhất là cái chỉ định điều trị này là hoàn toàn chính xác, hoàn toàn đúng chứ không có bị thừa hay bị thiếu một chút xíu nào hết. Có những cái phương pháp điều trị nào có thể giảm thiểu những cái tác dụng phụ cho người bệnh trong quá trình điều trị hay không? Thưa bác sĩ gì? Bác sĩ Thảo Nguyễn ạ. Dạ, về cái các phương pháp điều trị ung thư cổ tử cung thì thật ra chúng ta có thể nói đến một vài cái phương pháp cơ bản. Và thông thường cái điều trị không riêng cho ung thư cổ tử cung mà tất cả các bệnh ung thư hiện nay thì không phải là một biên phương pháp mà thường là phối hợp các phương pháp với nhau. Có thể và đối với ung thư cổ tử cung thì những biện pháp nó bao gồm là phẫu thuật, tức là mình mổ đó, có thể là mình nếu giai đoạn sớm nó còn nằm gọn thì mổ cắt một cái phần cổ tử cung mà bị tế bào ung thư xâm lấn, hoặc là những giai đoạn trễ hơn thì có thể là mình cắt một toàn cái đoạn cổ tử cung, hoặc là mình có thể mình cắt hết cái tử cung. Phương pháp thứ hai là mình xạ trị, tức là mình dùng một cái tia nó hơi mạnh hơn tia X mà mình chụp X quang một chút để mình chiếu vào cái vùng chậu nơi mà cái tử cung nằm ở đó. Phương pháp thứ ba là phương pháp hóa trị. Hóa trị là mình sẽ dùng những cái hóa chất mình truyền vào cơ thể theo đường mạch máu để đi đến khắp toàn thân với mục đích là mình sẽ kiểm soát cái bệnh đó, nó ngăn ngừa những cái chuyện mà nó di căn vào những cơ quan khác. Thì thường tức là khoảng cách đây khoảng 5 đến 10 năm thì cái ba phương pháp cơ bản điều trị ung thư cổ tử cung nó ngừng lại ở đây. Là có thể mình phối hợp là mình mổ trước rồi sau đó mình hóa trị xạ trị, hoặc có thể là mình hóa trị trước xạ trị trước một vài đợt cho nó gọn lại rồi mình mới mổ, hoặc là mình chỉ mổ không rồi mình theo dõi. Nhưng mà gần đây cùng với sự tiến bộ của y học, và mình chắc quý vị cũng nghe một cái vài thông tin về biện pháp gọi là những biện pháp mới là điều trị trúng đích, hay còn gọi là miễn dịch, điều trị miễn dịch. Còn biện pháp mới đây nhất là điều trị bằng tế bào gốc miễn dịch, tế bào gốc tự thân. Thì đây là những cái biện pháp mà đối với ngành đối với y học, khi mà bất kỳ biện pháp điều trị nào mới được ra đời thì đều phải qua những cái giai đoạn để nghiên cứu và ghi nhận cái hiệu quả của từng biện pháp. Thì tại sao những biện pháp mới này gần như sẽ không có, chẳng hạn như hóa trị thì mình biết là chắc chắn là sẽ rụng tóc. Nhưng đối với những biện pháp mới này thì mình có thể nói một cái hình ảnh rất là đơn giản. Hóa trị sẽ đi khi đi vào cơ thể, thuốc sẽ tiêu diệt tất cả những tế bào đang phân chia, bất kể tế bào đó là lành tính hay ác tính. Tại vì tế bào ung thư là tế bào ác tính và phân chia bất thường. Cơ thể mình có những tế bào lành tính bình thường vẫn phân chia, chẳng hạn như là tóc hoặc là móng tay. Mình thấy tóc mình cắt thì một tháng sau, hai tháng sau lại dài ra, hoặc là những tế bào máu. Thì khi hóa trị là hoàn toàn không có mắt nhìn, cho nên thấy tế bào nào phân chia là tiêu diệt, thấy tế bào nào phân chia là tiêu diệt. Thành ra khi bệnh nhân hóa trị sẽ bị rụng tóc, sẽ bị thiếu máu. Và thường nếu mình lưu ý thì sau khi ngưng hóa trị thì tóc sẽ mọc trở lại. Còn đối với những biện pháp mới chẳng hạn như là điều trị trúng đích, cái chữ điều trị trúng đích cũng đơn giản lắm, mình hiểu một cách đơn thuần là cái thuốc này sẽ vào và tìm những tế bào nào phân chia ác tính, tiêu diệt. Việc đó đồng nghĩa với việc là mình sẽ bảo vệ được những tế bào lành khác. Cái miễn dịch cũng vậy, là sẽ kích hoạt cái hệ thống tự bảo vệ của cơ thể, những tế bào miễn dịch sẽ được kích hoạt lên để mà tiêu diệt những cái tế bào ung thư. Hoặc là cái tế bào gốc tự thân cũng là như vậy, tức là mình sẽ lấy từ máu của mình ra và mình chiết xuất, rồi mình nuôi, mình kích thích những cái tế bào miễn dịch nó tăng sinh phát triển lên, rồi mình đưa lại trở lại máu của người bệnh để mà nó giúp vai trò cần kiểm soát bệnh ung thư. Nhưng hiện nay thì ba biện pháp này vẫn đối với ung thư cổ tử cung thì vẫn chưa được đưa vào trong những cái gọi là những cái điều trị bước đầu ở tất cả các loại bệnh ung thư, mà đang được đưa vào ở những giai đoạn chẳng hạn như bệnh đã điều trị rồi và tiến triển lại, phát triển trở lại, hay là bệnh có đi di căn đến nơi các cơ quan khác trong cơ thể, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung di căn lên gan, lên phổi. Nhưng mà y học thì luôn luôn phát triển, và có thể là trong cũng thời gian cũng nhanh thôi, nhiều khi là trong một năm hoặc hai năm hoặc ba năm sau thì dần dần những cái thuốc này cũng sẽ được đưa vào trong những cái bước điều trị
ở cái những cái giai đoạn đầu của bệnh để tăng thêm cái hiệu quả và làm giảm cái giảm tối thiểu cái tác dụng phụ để giữ cái chất lượng sống trong cái quá trình điều trị cho bệnh nhân là cao nhất. Có rất nhiều các khán giả có những cái câu hỏi lo lắng như thế này. Thưa các bác sĩ, có phải cứ bị ung thư cổ tử cung là phải cắt bỏ tử cung hay không ạ? Thưa bác sĩ, có phải ung thư cổ tử cung cũng sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt các vấn đề khác như là bàng quang hay là di căn đến những cái khu vực khác trong cơ thể mình? Và thưa bác sĩ, bây giờ điều trị ung thư cổ tử cung ở Việt Nam thì đang có những cái biện pháp, những cái phương pháp như thế nào? Sẽ phải hóa trị hay xạ trị hay một cách nào khác ạ? Với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ. Dạ, thì Nghi xin phép được tiếp lời, và trước khi tiếp lời thì Nghi cũng xin được nói tiếp cái câu chuyện mình đang bàn hồi nãy đó. Nếu mình so với cái mức, tại vì nó sẽ là một câu chuyện như vậy. Mình không đi bàn sâu gì hết, mình so với cái mức đó để mình có được sức khỏe. Thì mọi người đều nói là sức khỏe là vô giá. Thì và rõ ràng nếu mà giống như đó, tính trên cái số tiền điều trị hoặc những ảnh hưởng nó gây ra cho gia đình, cho xã hội, thì cái số tiền đó nó giống như là muối bỏ biển thôi. Bởi vì sao? Để mà điều trị một cái bệnh ung thư cổ tử cung á, mình sẽ phải trải qua rất là nhiều bước. Chẳng hạn như cái bước đầu tiên là mình phát hiện ra bệnh, những dấu hiệu bất thường, mình đến mình khám bác sĩ, rồi bác sĩ phải thăm khám, phải làm những xét nghiệm cho mình, rồi mới đánh giá được một kế hoạch điều trị. Và với cái sự tiến bộ của y học ngày nay đó, thì nếu mình phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, tức là nó rất là khu trú và kích thước nó nhỏ ngay cổ tử cung, thì mình có thể dùng những biện pháp chỉ xử lý tại chỗ. Tức là các bạn hay nghe cái từ đôi khi là khoét chóp hoặc là cắt hình nón đó, thì mình cắt và mình vẫn có thể bảo tồn được cái phần cổ tử cung cũng giống như là cái tử cung. Thì ở trường hợp đó, và nếu như bạn không có những cái xâm lấn hạch vùng xung quanh, thì mình áp dụng biện pháp điều trị bảo tồn cái khả năng sinh sản, thì bạn vẫn hoàn toàn có thể lập gia đình và có con. Nhưng mà rất tiếc là chẳng hạn như phân chia một cái giai đoạn bệnh ung thư cổ tử cung, thì mình sẽ dựa vào ba yếu tố. Thứ nhất là cái kích thước, cái mức độ cái u nó xâm lấn ra xung quanh như thế nào. Cái thứ hai là cái tình trạng có hạch ở quanh cái u hay chưa, hạch cái vùng gần đó hay chưa. Và yếu tố thứ ba là đã có đi đến cơ quan nào khác ở trong cơ thể hay không. Thì dựa vào ba yếu tố đó mình mới đưa ra được một cái giai đoạn của một cái bệnh ung thư. Thì chỉ có duy nhất cái giai đoạn 1, tức là giai đoạn 1A1 rất sớm của ung thư cổ tử cung, thì mình mới có thể áp dụng cái biện pháp điều trị là bảo tồn cái chức năng sinh sản, tức là giữ lại cái phần tử cung. Chỉ cần vượt quá giai đoạn đó, thì mà cái ranh giới đó rất là nhỏ thôi, nó chỉ có vài mm đến 1-2 cm thôi. Chỉ cần vượt quá giai đoạn đó thì cái biện pháp điều trị bắt buộc sẽ phải là cắt gần phần lớn của tử cung, hết cắt gần như toàn bộ cửa tử cung. Hay là nếu có những giai đoạn xa hơn mình không thể mổ được, thì mình sẽ phải dùng cái biện pháp là hóa trị kết hợp với xạ trị. Thì cái xạ trị là mình nói đơn giản cho dễ hiểu, nhưng mình dùng cái máy, cái dạng tia, cái tia này cái năng lượng nó sẽ cao hơn cái tia TX của X-quang một chút xíu. Nếu mình điều trị thì khi mình chiếu tia vào cái vùng cổ tử cung và tử cung á, thì gần như cái phần mạch máu của tử cung sẽ không có thể hoạt động được, đồng nghĩa với việc là cái người bệnh nhân đó sẽ không thể thực hiện chức năng sinh sản. Cho nên vẫn quay trở lại cái câu chuyện như ban đầu người đã chia sẻ, là mình vẫn khuyến cáo sử dụng cái cặp đôi chìa khóa vàng đầu tiên, tức là tiêm phòng và tầm soát. Chắc chị Thu Nga và các bác sĩ cũng như Kiều Duyên vẫn nhớ là cách đây 2 ngày thôi, vào ngày 17 Tây, ở trong một cái chương trình tin tức chính thống, tức là chương trình thời sự của VTV, có nói là cũng vào ngày 17 tháng 11 thì Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, đã chính thức khởi động một cái chương trình gọi là một chiến dịch toàn cầu, với cái mục tiêu là sẽ dẫn, tức là cố gắng từ đây cho tới năm 2030 là sẽ giảm tối đa cái tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Và nếu mà gọi là cái kế hoạch tiến triển tốt đẹp thì đến năm 2050 là sẽ coi như là tiêu diệt toàn bộ. Với ba con số mục tiêu đặt ra là khá ấn tượng và nghĩ là hoàn toàn có thể thực hiện được. Chẳng hạn như là 90% trẻ gái dưới 15 tuổi được đi chủng ngừa. Một con số khác nữa cũng khoảng ngấp nghé 90, tức là 70 đến 80 phụ nữ trong độ tuổi, tức là từ lúc bắt đầu sinh hoạt tình dục tới 65 tuổi đều được đi khám tầm soát. Và con số thứ ba là 90% các bệnh nhân trong trường hợp mắc bệnh ung thư đều sẽ được điều trị một cách đầy đủ và một cách hiệu quả. Với ba con số đó nếu chúng ta thực hiện được thì sẽ gần như là khống chế và đẩy lùi hoàn toàn căn bệnh này. Và để đưa ra được ba con số đó thì WHO cũng như các tổ chức y tế thế giới hoặc là các tổ chức y tế trên nước ngoài hoặc là CDC, họ đều phải dựa vào những cái thành tựu, những cái kết quả ghi nhận được trong gần mấy chục năm qua,
của cái chương trình mà chích ngừa và tầm soát thì họ mới dám đưa ra một cái chiến dịch là 2030 thì mình đạt được mục đích gì, 2050 thì mình đạt được mục đích gì. Cho nên quay trở lại là cái việc đi chủng ngừa và tầm soát này nó hoàn toàn là xứng đáng. Nó cũng không tốn quá nhiều thời gian của chị em mình đâu. Nên mọi người cố gắng dành thời gian đi chủng ngừa và tầm soát. Tôi xin chia sẻ một chút xíu về vấn đề hiệu quả của chích ngừa. Khi mà người ta tiêm chủng thì người ta thấy rằng là để mà đánh giá cái hiệu quả của tiêm chủng thì người ta sẽ quan sát những cái yếu tố về đánh giá trên những cái tiền ung thư sinh 2, sinh 3 đó. Thì người ta thấy rằng là cái hiệu quả của nó là 100%, khi những cái đứa người mà được tiêm ngừa đầy đủ thì hiệu quả nó trên 100%. Và những cái bệnh như là màu gà sinh dục hay mụn cóc sinh dục hay là ung thư âm hộ âm đạo gì đó thì nó cũng có cái hiệu quả là khoảng từ 95 đến 100%. Dạ. Cảm ơn chị bác sĩ Chính, và Nghi cũng xin bổ sung thêm cái thông tin chỗ này. Nãy giờ các bạn và quý vị đều có thể nghe là nghe SIN và HSEL và LSEL thì cái từ nó hơi chuyên môn một chút xíu. Đơn thuần đây là những cái thay đổi ở giai đoạn rất sớm ban đầu của những tế bào này, nó chưa hẳn là tế bào ung thư nhưng bắt đầu nó đã có những cái biến đổi mà hơi khác, rất khác so với tế bào bình thường, và những cái biến đổi đó nhiều khả năng nó sẽ là ung thư. Nếu mình không xử lý thì khi đó phát hiện sớm tổn thương như vậy là mình, như nghe nói từ đầu đó, mình có thể cắt đốt hoặc là mình nói một cách bình dân cho dễ hiểu là mình dùng những cái thuốc mình chấm vào để nó tan cái phần tổn thương đó đi, thì gần như là mình có thể tiêu diệt hoàn toàn cái nguy cơ đó. Và có một câu hỏi liên quan đến quá trình điều trị, bạn Minh Hương có gửi câu hỏi rằng là: bác sĩ ơi, mẹ cháu đang trong quá trình hóa trị ung thư cổ tử cung, bác sĩ có thể tư vấn chế độ dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe cho mẹ cháu nên lưu ý những gì hay không ạ? Và xin mời bác sĩ Nghi ạ. Dạ, cảm ơn bạn Minh Hương đã đặt câu hỏi. Thực ra khi mình điều trị hóa trị thì đây là một cái phương pháp điều trị toàn thân, cho nên gần như nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ các cơ quan trong cơ thể mình. Chẳng hạn như đối với hệ tủy xương thì nó sẽ làm thiếu các loại tế bào máu. Đối với cái vùng miệng họng thì nó sẽ gây những cái viêm nhiễm hoặc lở ở vùng miệng họng. Và nó có thể có cảm giác là muốn ói hoặc là ói. Nó có thể làm cho ăn không ngon, rất là mệt mỏi trong vài ngày đầu khi mình mới truyền thuốc về. Về mặt dinh dưỡng thì cái căn bản cho một bệnh nhân ung thư là bạn nên đảm bảo một chế độ bao gồm đầy đủ 5 cái nhóm chính cơ bản của một cái thường. Đối với thành phần dinh dưỡng mình sẽ có thành phần như là chất đạm, là thịt cá, tức là đạm động vật là thịt cá, tôm, cua, hoặc là đạm thực vật là từ đậu hũ hoặc trứng hoặc là các gì. Cái nhóm thứ hai là nhóm tinh bột, tức là gạo, hủ tiếu, mì. Nhóm thứ ba là nhóm rau củ quả và các loại trái cây. Nhóm thứ tư là cái nhóm loại hạt, chẳng hạn như bổ sung hạt dẻ, hạt đậu, đậu phộng hoặc là hạt điều vân vân. Và nhóm thứ năm là những các sản phẩm từ sữa, chẳng hạn như là sữa hoặc phô mai. Thì bạn nên đảm bảo một cái chế độ ăn cân bằng đầy đủ cái này, đặc biệt là không nên loại bỏ cái lượng chất đạm trong chế độ ăn của bệnh nhân ung thư đang được điều trị hóa trị. Bởi vì cũng một vài năm gần đây thì có những cái luồng thông tin không chính thống nói rằng là bệnh nhân ung thư thì không được ăn thịt đỏ, không được ăn thịt, chỉ có ăn thịt gà, cũng nhớ không lầm, có nghĩa là chỉ ăn thịt gà hoặc chỉ là tuyệt đối là không có thịt. Bởi vì cái chất đạm, tức là thịt cá loại đó, trong cơ thể mình nó giống như là một cái chiếc xe tải mà sẽ có nhiệm vụ vận chuyển thuốc hoặc là những cái chất dinh dưỡng khác đi khắp nơi trong cơ thể. Thành ra bạn nhớ lưu ý điều này. Ngoài ra do cái những cái thay đổi về đường, về cái vị giác và cái khứu giác của bệnh nhân trong quá trình truyền thuốc thì có thể có cách là bạn sẽ chia nhỏ những cái bữa ăn chính ra làm nhiều bữa nhỏ. Do bệnh nhân không thể ăn một cái lượng mà bình thường bệnh nhân ăn thì mình sẽ chia làm 6 đến 8 bữa để đảm bảo rằng cái tổng lượng dinh dưỡng mình đưa vào trong ngày là đủ với cái lượng trước khi bệnh nhân bắt đầu điều trị. Và thật ra là bệnh nhân có thể ăn tất cả những món gì mà bệnh nhân thích, chứ không phải những món mà người nhà của bệnh nhân thích hay là người nhà bệnh nhân được nghe là cái đó tốt cho bệnh nhân. Tại vì khi mình ăn mình thích thì mình mới cảm thấy là cái món ăn đó nó ngon. Điều này rất là quan trọng. Mong là có thể giúp cho bạn, hỗ trợ trong cái tình trạng dinh dưỡng của mẹ bạn khi đang điều trị. Cảm ơn bác sĩ Nghi với thông tin vừa rồi. Chúng tôi tin chắc rằng là đã có rất nhiều người, nếu như trong gia đình có người mắc bệnh ung thư cổ tử cung hoặc các bệnh ung thư khác, thì cũng tìm rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng. Thậm chí có rất là nhiều những cái trường phái là cắt hoàn toàn những cái chế độ dinh dưỡng có đạm hoặc là có trứng, có sữa, như là bác sĩ Nghi đã vừa chia sẻ. Và điều này thì rất nhiều người đang tìm hiểu những cái thông tin đó. Và nhưng mà bác sĩ Nghi đã vừa khẳng định một lần nữa là người bệnh ung thư cần có
một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ tất cả những cái nhóm chất, và chỉ có là chúng ta sẽ có những cái phương pháp hỗ trợ cho người bệnh có thể ăn được đảm bảo bằng cách là chia nhỏ bữa ăn, hoặc là ngay cả kể việc những cái chế biến, hoặc là lựa theo những cái sở thích của bệnh nhân, đúng không ạ, để đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Và cái điều này thì cũng là điều mà rất nhiều các chuyên gia khuyến cáo để gửi tới cộng đồng. Và nhân chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị cũng có thể lắng nghe được, để mà có thể lan tỏa tới những người đang rất là cần những cái thông tin này, thay vì những cái thông tin không chính thống có thể được lan truyền rất là nhiều. Liên quan đến bệnh ung thư cổ tử cung, có một khán giả có câu hỏi rằng là: thưa bác sĩ, bố mẹ bị nhiễm HPV thì con có nguy cơ lây HPV hay không, và phòng ngừa bằng cách nào? Xin mời bác sĩ Thảo Nghi. Nghi xin phép trả lời câu hỏi này. Thì thật ra HPV nó là một cái vi khuẩn thường trú ở vùng hầu họng, ở vùng cơ quan sinh dục nữ, tức là âm đạo, ở vùng cơ quan sinh dục nam như là dương vật, tinh hoàn, và ở hậu môn, ở cả hai giới. Và nó khi đã gọi là cái virus thường trú thì nghĩa là bình thường ai cũng có thể có những cái con virus đó. Và cũng sẽ được chia thành là hai nhóm, là có nhóm có nguy cơ cao, tức là cái nhóm có khả năng gây bệnh ung thư, hay là nhóm nguy cơ thấp. Chứ không có phải là ba mẹ bị thì con sẽ bị di truyền cái virus đó. Và ai trong một, tức là ít nhất một lần trong đời mỗi người đều có khả năng nhiễm cái HPV. Và khi nhiễm thì có thể là nhiễm ở nhóm nguy cơ cao hoặc nhóm nguy cơ thấp. Sau một thời gian, có thể từ vài tháng đến vài năm, thì cái virus này nó có thể hết. Rồi có thể đợt sau mình lại nhiễm lại chính cái con virus đó ở cái nhóm đó. Ví dụ như có nhóm 16, 18, nhóm 6, nhóm 11, nhóm 33, nhóm 52. Hoặc có thể mình nhiễm lại ở một cái nhóm khác. Cho nên là bạn cũng an tâm, mình an tâm là cái này nó không mang tính di truyền. Một câu hỏi của bạn Trà Trà gửi đến cho chương trình, chắc là cũng là một câu hỏi đại diện cho nhiều bạn khác nữa, khi đưa ra một cái vấn đề như thế này: thưa bác sĩ, cháu năm nay 18 tuổi. Hôm trước cháu cùng các bạn đọc được một bài báo về em bé gái 14 tuổi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Bọn cháu rất hoang mang, sao lại bị ở độ tuổi trẻ như thế? Bọn cháu nên bắt đầu phòng ngừa như thế nào? Cần có chế độ sinh hoạt vệ sinh như thế nào? Và bây giờ bọn cháu tiêm vaccine liệu có quá muộn không? Bọn cháu có thể tiêm vaccine ở đâu uy tín? Cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Trước hết là về việc mà một em bé gái 14 tuổi mắc ung thư cổ tử cung, và những cái băn khoăn của bạn trẻ này thì xin bác sĩ Hiền Lê có thể giải đáp ạ. Thực sự mà nói thì tôi cũng rất là bất ngờ vì một cái câu hỏi rằng là một em bé gái 14 tuổi mà bị mắc ung thư cổ tử cung. Nhưng mà thực ra là vì cái câu hỏi nó không được thật là rõ ràng, là tại vì bây giờ các bạn gái cũng quan hệ tình dục cũng hơi sớm, chứ không phải nói rằng là 14 tuổi là chưa có quan hệ tình dục. Là cái việc đầu tiên, mình không biết là bạn đã từng bị quan hệ tình dục hay chưa. Cái thứ hai nữa là như bác sĩ Chính nói rằng là không nhất thiết là những cái bạn mà bị em bé gái mà chưa có quan hệ tình dục thì mới bị HPV, mà ngay ở trong âm đạo của cái người phụ nữ bình thường mà chưa có một lần nào quan hệ tình dục thì HPV nó đã có nằm tồn tại trong đấy, thì rất có thể rằng là những cái HPV mà những cái chủng mà gây nên là ung thư ấy thì nó đã có ở trong đấy, và nó sẽ làm tổn thương ở các cái tế bào biểu mô đáy của cổ tử cung, và dần dần nó sẽ phá hủy, và từ những cái chỗ đấy nó xâm nhập vào và nó làm gây nên và cái ung thư cái cổ tử cung. Cái việc đấy thì đối với những cái em bé gái mà trẻ mà cái việc đi khám phụ khoa thì thực ra là cũng là hơi khó, vì là nhỏ quá các em cũng ngại, rồi bố mẹ bảo đưa các con đi khám phụ khoa cái tuổi đấy thì thực sự cũng không phải là dễ dàng gì. Nhưng nếu mà bố mẹ ý thức được rằng là bắt đầu từ 9 tuổi mà mình đã bắt đầu cho con mình đi tiêm phòng HPV thì cái việc mà phòng ngừa ung thư thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng nếu mà trong một số trường hợp mà các em bé gái mà đã có quan hệ tình dục rồi thì tốt nhất là cũng nên đi khám phụ khoa để kiểm tra xem là liệu là mình có bị nhiễm HPV hay không, rồi liệu là mình có bị tổn thương cổ tử cung hay không, vì khi nhiễm HPV xong lại kèm theo tổn thương cổ tử cung nữa, đấy chính là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra sau này là ung thư cổ tử cung.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Hiền Lê. Chúng tôi cũng vừa tìm kiếm ngay cái thông tin ở trên Internet, thì ở trên báo Vietnamnet, một tờ báo của Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã đăng tải về cái trường hợp là bé gái 14 tuổi ở Bình Dương có kinh nguyệt kéo dài nhiều ngày, và khi được gia đình đưa đi khám thì phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối và không thể điều trị. Một cái trường hợp rất là đáng tiếc. Và thưa bác sĩ Thảo Nghi, với những cái trường hợp mà các bạn trẻ bị ung thư cổ tử cung, thậm chí là những cái giai đoạn rất là muộn này, thì có phải là những cái trường hợp quá hiếm gặp hay không ạ? Dạ, thật ra thì Nghi cũng đối với cái như Nghi bổ sung cái thông tin của chị Hiền Lê vừa chia sẻ đó, thì đối với cái độ tuổi này, và nếu đúng như các bạn chưa có hề quan hệ tình dục qua, thì cái việc mà mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung cũng là một tỷ lệ rất là hiếm gặp, và cũng tức là khá tình cờ là cách đây khoảng chừng 5 năm thì Nghi đã có điều trị cho một bé gái cũng mắc cái ung thư cổ tử cung ở cái độ tuổi là lúc đó là bé khoảng 13 tuổi. Thì khi đó một trong những cái, tức là mình sẽ phải có một cái cuộc nói chuyện rất là thoải mái và cởi mở với bé, về dĩ nhiên trước đó mình phải nói chuyện với mẹ và chị của bé, rồi sau đó mình tâm sự riêng với bé, hỏi xem là bé có quan hệ tình dục qua chưa, hay là một cái yếu tố nữa mình phải quan tâm là mình phải hỏi là bé có bị cưỡng hiếp hay không, tức là quan hệ tình dục một cách bị động. Nhiều khi có những bé gái bị mà bé không có dám nói với gia đình, thì trường hợp này là bé hoàn toàn không có quan hệ tình dục qua. Thì những cái yếu tố này á, về mặt y học thì có thể mình giải thích bằng cách là, như hồi nãy Nghi nói đó, không nằm trong những yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư cổ tử cung, nhưng có thể nó vẫn có những cái thay đổi tế bào từ trong cái bào thai cho đến khi bé lớn, bé phát triển, thì có những cái thay đổi nó ngay tại chỗ đó. Nhưng mà cái trường hợp bé bệnh nhân của Nghi thì bé phát hiện ở giai đoạn sớm, do bé thấy ra máu bất thường thì bé được điều trị, và đến nay thì bé vẫn sống và vẫn làm việc sinh hoạt bình thường. Nhưng đối với trường hợp của bé như chị Thu Nga vừa nói thì đây cũng là một cái trường hợp đáng tiếc. Thành ra cái thông tin mà như mình nói đó, phòng bệnh luôn luôn hơn là chữa bệnh. Và cái như chị Duy hồi nãy cũng nói là chích ngừa thì phải đau chứ. Nếu mà bác sĩ nói không đau đâu, thật ra là bác sĩ nói một cách không có thực tế. Chứ kể cả bác sĩ mà chích, bác sĩ cũng đau vậy. Bác sĩ bị người ta chích ngừa, bác sĩ cũng nói ôi đau quá. Nhưng mà mình có, chắc mọi người cũng đều nhớ cái câu nói rất nổi tiếng của Steve Jobs, là cái người sáng chế ra cái sản phẩm iPhone, iPad mình xài. Chiếc giường mắc nhất trên thế giới là sẽ là chiếc giường bệnh. Và những cái đau của một mũi kim chích nó không là gì so với những cái đau đớn căn bệnh gây ra, hoặc là những cái biện pháp điều trị với các tác dụng phụ. Và một cái điểm Nghi cũng xin phép là nhấn mạnh thêm là khi mà dùng mình chích ngừa cái mũi mà ngừa cái virus HPV thì hiệu quả nó sẽ đạt cao nhất ở trường hợp những cái bé chưa từng quan hệ tình dục qua. Giống như mình hiểu một cách đơn thuần là giống như mình tạo một cái lớp mạng bảo vệ cái bề mặt cổ tử cung. Tại vì thật ra cái HPV là như ngay từ đầu đã nói, nó là một cái vi khuẩn thường trú, nghĩa là bình thường nó sẽ có trong người mình, có thể vùng hầu họng hoặc là vùng cơ quan sinh dục của nam hoặc cơ quan sinh dục của nữ. Tại sao người ta đưa ra cái độ tuổi từ 9 đến 11 hoặc là 14? Bởi vì ở nước ngoài và ở Việt Nam hiện giờ Nghi cũng theo Nghi biết là trong cái chương trình giáo dục học đường cho các bé từ lớp 9 tuổi, có nghĩa là lớp 6, lớp 7, bây giờ các bé được tiếp nhận cái thông tin thoáng hơn thế hệ của chị em tụi mình, tức là các bé đã được giáo dục về giới tính, về sinh hoạt tình dục, về các biện pháp phòng ngừa, các biện pháp tránh thai an toàn, và các bé có thể cũng đã quan hệ tình dục ở cái độ tuổi sớm hơn. Cho nên ngay tại Mỹ cũng giống như tại Việt Nam mình, khi áp dụng cái chương trình khuyến cáo cộng đồng đi chích ngừa HPV cho các bé gái, thì ta sẽ đưa độ tuổi là từ 9 tuổi cho đến 14 tuổi, và tốt nhất là chích trước 15 tuổi. Dạ, đây là một cái thông tin mà không, đây là cái thông tin này chủ yếu là dành cho các bậc phụ huynh nhiều hơn, là nên chủ động đưa các trẻ gái trong gia đình mình, con mình hoặc cháu gái của mình hoặc em gái của mình đi chích ngừa cái mũi này ở độ tuổi từ 9 cho đến 14-15 tuổi. Hoặc nếu quý vị còn có cái gì thắc mắc hay là sợ không biết bé ở tuổi đó chích được hay chưa, bé chưa có kinh nguyệt chích được hay chưa, thì cũng đừng ngần ngại mà nên hỏi bác sĩ. Tại bác sĩ là những người mà thật ra khi mình vào mình nói chuyện, mình không thể giấu được bất kỳ một thông tin gì hết. Gần như cái gì mình cũng phải khai báo với bác sĩ hết từ đầu đến cuối. Ra đừng ngại chia sẻ với các bác sĩ chuyện này. Tại vì chẳng thà các bạn đi, mọi người đi tìm cái thông tin tư vấn từ bác sĩ là cái người nắm kiến thức, thì thông tin đó luôn luôn chính xác, và cái tính an toàn hiệu quả nó cũng sẽ cao hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Thảo Nghi. Và một cái câu hỏi nữa cũng được bạn Trà Trà đưa ra, đó là vậy thì chúng em có thể tiêm vaccine phòng ung thư cổ tử cung này ở đâu uy tín ạ? Và xin mời bác sĩ Bạch Thị Chính ạ. Tôi cũng xin chia sẻ một chút xíu. Từ xưa, từ trước đến giờ thì phụ huynh mình hay quan niệm rằng là phải có quan hệ tình dục mới lây nhiễm HPV. Nhưng thật sự nó không phải là như vậy không đâu ạ. Tại vì nó có thể lây nhiễm qua những cái tiếp xúc bình thường, hoặc là giả sử như mình sử tiếp xúc từ bàn tay, hoặc là những cái vật dụng sử dụng sinh hoạt hàng ngày mà nó có những cái dịch hoặc là những cái bệnh phẩm mà nó có dính vào trong đó. Tôi ví dụ như là sử dụng những cái khăn hoặc là những cái quần áo mà sử dụng mà nó có nhiễm những cái virus HPV, nó vẫn có thể lây truyền cái HPV. Chính vì vậy mà mình đừng nghĩ rằng là phải có quan hệ tình dục nó mới gây lây ra HPV. Còn thưa, trong cái tư vấn thì nếu mà mình cứ nghĩ rằng là phải có quan hệ tình dục mới lây HPV thì phụ huynh sẽ nói rằng là con tôi còn nhỏ lắm, nó chưa biết gì vấn đề quan hệ tình dục, con tôi còn nhỏ lắm, nó chưa có kinh nguyệt thì nó sẽ không lây. Nhưng mà thật sự nó đã có thể lây qua những cái, ví dụ như trong gia đình mình có những cái người mà cái vấn đề mà họ có hoặc là trong cái sinh hoạt mình có thể có bị lây nhiễm ngay những cái vấn đề tiếp xúc da và niêm mạc, nó đã có thể lây rồi. Chính vì vậy mà các anh chị thấy rằng là phòng bệnh thì luôn luôn là nếu mình một cái cách chuẩn bị, một cái tư thế sẵn sàng khi mà một cái đứa trẻ nó chưa có phải là bị nhiễm về HPV thì mình phòng bệnh lúc đó là nó tốt nhất. Còn đối với bạn hỏi rằng là sẽ đi tiêm chủng ở đâu thì thật sự trong hệ thống tiêm chủng VNVC của chúng tôi hiện nay có 40 trung tâm tiêm chủng trên cả nước. Thành ra ở các trung tâm tiêm chủng này, khi mà các bạn, các phụ huynh đến với chúng tôi thì các bác sĩ của chúng tôi sẽ tư vấn về vấn đề lịch tiêm, về những cái quy định về vấn đề tiêm chủng và hướng dẫn theo dõi những phản ứng sau tiêm, hoặc là hướng dẫn cho những, giả sử như những cái điều mà bác như Hoa Hậu Kỳ Duyên nói rằng là tiêm thêm nó rất là đau. Thật sự rằng là chúng tôi cũng sẽ có những cái hướng dẫn rằng là để giải quyết những vấn đề đau tại chỗ như thế nào, biểu hiện nếu mà nó có những cái kích thích toàn thân thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bậc phụ huynh để chúng ta an tâm rằng là dù rằng là chúng ta có thể rằng là hơi đau một tí, hơi tốn tiền một tí, nhưng mà vấn đề cái giá trị của vấn đề tiêm chủng thì khi các anh chị đến với hệ thống tiêm chủng VNVC thì các phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm về những cái vấn đề mà chọn đúng nơi để chúng ta có thể phòng bệnh tốt nhất về vấn đề phòng ung thư cổ tử cung. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bạch Thị Chính. Và như bác sĩ Bạch Thị Chính chia sẻ thì quý vị có thể tìm thông tin ở trên website của vnvc.vn, hoặc là quý vị có thể gọi điện đến hệ thống tổng đài tư vấn của VNVC ở số điện thoại 028 7300 6585 để được tư vấn xem là cái trung tâm VNVC nào gần với địa chỉ mình đang sinh sống, rồi là những cái loại vaccine như thế nào, rồi cách thức chuẩn bị ra sao để mình có thể đi tiêm. Có bệnh nhân hỏi rằng là tôi đã xét nghiệm và được xác định dương tính với HPV, vậy thì có cần tiêm phòng vaccine gạc đa siêu hay không, và làm cách nào để có thể phòng những cái virus này có thể tiến triển thành bệnh ung thư cổ tử cung, rồi đã bị ung thư cổ tử cung và điều trị rồi thì phòng ngừa tái phát như thế nào cho hiệu quả. Với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Hiền Lê ạ. Đối với trường hợp mà đã có HPV rồi, dương tính rồi, thì chúng ta có những cái ứng xử như thế nào đối với cái cơ thể của người bệnh ạ? Đối với những bệnh nhân mà đã có HPV dương tính thì như từ nãy giờ chúng ta vẫn chia sẻ thì nó gồm có hai nhóm. Một nhóm là HPV là nguy cơ cao, hoặc là một cái nhóm là HPV nguy cơ thấp. Tất nhiên đối với những cái nhóm mà có HPV mà nguy cơ thấp thì chúng ta không phải là thật sự là quá lo lắng. Nhưng đối với những cái trường hợp mà nhóm có HPV có nguy cơ cao thì chúng ta phải xem là tùy theo cái, chúng ta sẽ thăm khám để tùy theo cái tổn thương của cái cổ tử cung nữa. Vì là có những một số trường hợp chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cái mặc dù là nhiễm cái nhóm HPV 16, 18 hoặc là 15 tiếp khác nhau chẳng hạn, nhưng mà điều cái cổ tử cung nó vẫn chưa có biểu hiện tổn thương gì cả, thì lúc đấy thì các bạn cũng chưa thật sự phải là quá lo lắng là mình có thể là bị nhiễm HPV. Mình có thể là vì như là bác sĩ Chính nói là HPV nó có thể tự
tự nó sẽ tự phân hủy, nó tự đào thải được, chứ không phải rằng là cứ nhiễm là nó cứ tồn tại mãi trong cơ thể. Cho nên là bạn có thể là đi khám lại định kỳ, lại 6 tháng một năm mình sẽ đi làm khám lại, mình sẽ được bác sĩ làm xét nghiệm tế bào, mình soi cổ tử cung, tất cả những thứ mà mình thấy không có tổn thương gì thì sau đấy mình có thể thăm khám lại, chứ không phải rằng là nhất thiết là mình bị những cái nhóm HPV như thế là mình quá lo lắng. Với lại là tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn là hiện tại bây giờ trên thế giới người ta đã có một cái loại thuốc gọi là để khi mà những người mà bị HPV mà bị dương tính chẳng hạn thì người ta có thể đặt vào tiếp vào trong âm đạo, để sau đấy thì tự nó có thể là làm tăng cái khả năng đào thải HPV, làm cân bằng môi trường âm đạo, làm tăng khả năng miễn dịch để cho cái việc mà điều trị HPV nó sẽ tốt hơn. Tại hiện tại ở Việt Nam thì cái thuốc này nó chưa thật sự là đã được về, nhưng trong tương lai thì chắc là có lẽ là khoảng độ tháng 12 thôi thì thuốc nó sẽ về đến bên Việt Nam, gọi là Papilo Care. Thì mình sẽ, các bạn nếu mà ở Hà Nội thì có thể đến bệnh viện Tâm Anh và được các bác sĩ người ta tư vấn và hướng dẫn để làm sao mình có thể điều sử dụng những cái loại thuốc đấy. Còn trong trường hợp mà đã bị HPV ở nhóm nguy cơ cao mà dương tính mà lại có kèm theo tổn thương cổ tử cung thì bắt buộc là các bác sĩ sẽ được khám với các bác sĩ để kiểm tra xem là cái tổn thương đấy nó có bị là cái tổn thương ung thư hay là chỉ là những cái tổn thương ban đầu của sin 1, sin 2, sin 3, và tùy theo những cái tổn thương đấy để có những cái phác đồ điều trị, và tùy theo các lứa tuổi nữa. Ví dụ như đối với những người mà lứa tuổi trẻ mà trong lứa độ tuổi sinh sản mà chỉ có sin 1, sin 2, sin 3 chẳng hạn thì có thể là làm nó líp hoặc là khoét chóp hoặc là cắt cụt cổ tử cung như là bác sĩ Nghi lúc nãy chia sẻ. Còn nếu đối với những người phụ nữ mà đã lớn tuổi rồi mà đã đủ con rồi thì có thể đặt cái vấn đề là nên là cắt bỏ tử cung đi chẳng hạn, để có thể phòng ngừa những cái tổn thương ung thư nó có thể tiến triển chẳng hạn. Những cái đấy thì phải nên khám với bác sĩ để tùy theo từng trường hợp một để mình có những cái phác đồ điều trị khác nhau, tùy theo là mình có mong muốn có con hay không, tiếp tục có con hay không nữa thì lúc đấy mình mới có những cái phác đồ nó điều trị tốt hơn. Thêm một thông tin nữa cũng là rất là mừng, một khán giả đã ngay lập tức gửi tin nhắn cho chúng tôi sau khi mà bác sĩ Thảo Nghi chia sẻ về chuyện có thể phòng ngừa. Ôi may quá, em đang rất lo lắng nghe bác sĩ có thể nói có thể dự phòng được bệnh này bằng việc tiêm vaccine, em thấy vui quá. Xin các bác sĩ có thể giới thiệu về loại vaccine có thể phòng được bệnh ung thư cổ tử cung HPV và những cái thông tin cơ bản về vaccine này được hay không ạ? Và với câu hỏi này thì chúng tôi xin mời bác sĩ Bạch Thị Chính, giám đốc y khoa của hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Và như hồi nãy giờ chúng ta đã nghe được rằng là hiện nay nó có trên 200 cái tuyếp virus HPV, mà trong đó nó có 15 tuyếp là nó có khả năng nguy cơ cao để gây ra những cái bệnh nguy hiểm. Thì một cái điều may mắn là hiện nay ở Việt Nam của chúng ta có cái vaccine là Gardasil. Trong cái vaccine đó nó gồm có 4 tuyếp. Thứ nhất là cái tuyếp 16, 18, nó có khả năng nó chiếm khoảng 70% gây ra ung thư cổ tử cung. Và ngoài ra trong cái vaccine Gardasil nó có cái tuyếp số 6 và tuyếp số 11, thì nó có thể phòng được những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục như là mụn cóc sinh dục hay là màu gà sinh dục. Thì thưa với các anh chị, trong cái dự phòng thì người ta có chia ra những cái cấp độ. Thí dụ như khi nào đã nhiễm bệnh rồi thì người ta phải sàng lọc để phát hiện xem rằng là cổ tử cung mình nó có bị tổn thương gì hay không để tiến hành điều trị. Đó là cái giai đoạn trước khi có vaccine. Hiện nay có vaccine đó là một cái bước dự phòng đầu tiên. Khi mà chúng ta dự phòng bằng vaccine thì thưa với các anh chị, cộng với lại cái dự phòng bằng cái phương pháp sàng lọc thì hình như rằng là chúng ta đã có thể khống chế được một phần lớn những cái bệnh mà gây ra HPV. Thì cũng theo cái hướng dẫn về vấn đề phòng chống bệnh ung thư của Việt Nam, Bộ Y tế đã quy định hoặc là hướng dẫn của thông tin kê toa của Gardasil, thì tất cả những cái hướng dẫn theo thông tin kê toa thì người mà từ 9 tuổi cho đến 26 tuổi hiện nay thì có thể tiêm phòng được vaccine phòng HPV, mà chủ yếu là mình nói là phòng ung thư cổ tử cung. Thì cái lịch tiêm phòng của vaccine này nó gồm có là cả một cái liệu trình, mình gồm có 3 mũi. Thì là mũi đầu tiên, rồi sau đó cách 2 tháng, rồi cách 6 tháng. Thì nếu mà chúng ta tuân thủ theo những cái điều như vậy
thì cái tuổi, cái lứa tuổi mà mình tiêm ngừa tốt nhất á, và hiệu quả nhất á, là từ 9 tuổi cho đến 14 tuổi. À, nói như thế không có nghĩa rằng là cái lứa tuổi đó mình tiêm tốt thì cái lứa tuổi tiếp theo nữa sẽ như thế nào. Tại vì tuổi càng nhỏ thì theo như các anh chị biết rằng là các con đường lây truyền, trước đây thì mình cứ nghĩ rằng là lây truyền qua đường tình dục không, nhưng mà thật sự thì ngoài cái vấn đề lây truyền theo đường tình dục á, thì người ta thấy rằng là trẻ em nhất là ở, người ta có những cái nghiên cứu, người ta thấy rằng là cái HPV nó có sẵn, có, nó nằm ở trong âm đạo của em bé, là nó chiếm khoảng 45,5%. Có nghĩa rằng là chưa có quan hệ tình dục gì hết, không phải là quan hệ tình dục qua cái vấn đề giao hợp mà nó có thể lây qua cái vấn đề tiếp xúc. Chính vì vậy mà vấn đề tiêm phòng càng sớm càng tốt. Và người ta thấy rằng là cái lứa tuổi mà tiêm phòng từ 9 đến 14 tuổi thì cái hiệu quả nó cao hơn nhiều so với cái lứa tuổi từ 15 tuổi đến 23 tuổi. Nó cao gấp đôi. Và thưa với các anh chị, một cái chìa khóa thứ nhất chúng ta đang sử dụng, và sau đó khi chúng ta bắt đầu cái phụ huynh thấy rằng là những cái con em của mình đến lứa tuổi mà thành gia lập thất, trưởng thành, lập gia đình, thì cộng thêm một cái vấn đề sau khi đó thì chúng ta sẽ có vấn đề khám tầm soát để phát hiện xem là có những bất thường nào không. Thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta cộng cả hai biện pháp như vậy thì hy vọng rằng là Việt Nam của chúng ta, những trẻ em, những bé gái của Việt Nam, những người phụ nữ của Việt Nam sẽ có một cái cơ hội để tránh đi những cái căn bệnh nguy hiểm. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bạch Thị Chính đã chia sẻ một cái thông tin mà chúng ta rất là vui, là ngay tại Việt Nam thì chúng ta có cái loại vaccine để có thể phòng ngừa được cái virus HPV, đó chính là một cái yếu tố nguy cơ của cái bệnh lý nguy hiểm như ung thư cổ tử cung. Có thể nói rằng là đối với tất cả chúng ta thì cái câu chuyện ung thư chính là án tử, và bây giờ lại có một loại vaccine để có thể phòng được cái bệnh ung thư thì đấy là một cái thông tin rất là vui mừng. Và chắc chắn là thông tin này thì cũng giúp cho nhiều người biết được một cái cách để có thể bảo vệ chính mình hoặc là bảo vệ những người thân xung quanh. Và có một câu hỏi tiếp tục là: thưa bác sĩ, là vaccine phòng HPV cần tiêm mấy mũi và vaccine sẽ có tác dụng tốt nhất ở lứa tuổi nào? Đang mang thai thì có tiêm được vaccine này hay không? Đã sinh con và đang cho con bú có tiêm được vaccine này hay không ạ? Và trong thời kỳ đèn đỏ, chắc là đang trong giai đoạn có kinh, thì có tiêm vaccine được hay không? Xin mời bác sĩ Chính ạ. Đầu tiên tôi xin trả lời với bạn về cái phác đồ mà tiêm vaccine mà ngừa ung thư cổ tử cung, là nó gồm có 3 mũi. Và cái lịch của nó là mũi đầu tiên, rồi cách 2 tháng, rồi cách 6 tháng so với mũi đầu tiên. Đó là cái lịch cơ bản. Còn trong những trường hợp nếu mà bạn đối với vaccine thì người ta không nghiên cứu trong vấn đề là đang mang thai có tiêm phòng hay không. Nhưng nếu mà bạn đang lỡ một cái lịch tiêm ngừa mà bạn phát hiện là bạn đang có thai thì sau khi bạn sanh xong thì bạn tiếp tục tiêm tiếp. Cái tiếp theo nữa là đối với phụ nữ mà đang cho con bú thì vẫn tiêm phòng được vaccine ngừa cái HPV này. Thành ra là các bạn cứ yên tâm. Và tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn mà bạn đang đèn đỏ chẳng hạn thì bạn vẫn tiêm phòng bình thường, tại vì cái vấn đề này nó không ảnh hưởng đến vấn đề đáp ứng miễn dịch đối với vaccine ạ. Vâng, như vậy là những cái thông tin rất là cụ thể, là chúng ta chỉ có một cái phác đồ là 3 mũi đúng không ạ? Và trong rất nhiều các cái trường hợp ngoại trừ là đang mang thai đúng không ạ? Còn lại là cho con bú hoặc là trong những cái trường hợp khác thì đều có thể tiêm vaccine. Và chúng tôi được biết rằng là tại VNVC thì các bác sĩ sẽ có thăm khám, khám sàng lọc trước tiêm và sẽ trao đổi với khách hàng những cái thông tin cần thiết để có thể có cái chỉ định tiêm một cách chính xác nhất. Liên quan đến cái việc là tiêm vaccine phòng ung thư cổ tử cung, có một cái câu hỏi xin được gửi tới bác sĩ Bạch Thị Chính như sau ạ. Chào bác sĩ, em đi chích ngừa ung thư cổ tử cung mới được 2 mũi, sau quên mất mũi thứ 3 và lâu rồi, như vậy thì có bị ảnh hưởng gì không? Em sẽ tiêm lại mũi thứ 3 hay là tiêm lại từ đầu? Một khán giả khác thì có hỏi là: bác sĩ cho em hỏi, em đã cho con tiêm 2 mũi vaccine của Bỉ, bây giờ đến đợi lúc tiêm thì không còn vaccine này nữa, bây giờ chuyển sang tiêm vaccine của Mỹ có được hay không ạ? Sẽ tiêm lại từ đầu hay tiêm tiếp mũi thứ 3? Xin mời bác sĩ Chính ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cái câu hỏi đầu tiên của bạn là bạn tiêm trễ, sau khi bạn tiêm 2 mũi rồi thì bạn cứ tiếp tục đến tiêm mũi thứ 3 là đầy đủ. Tuy nhiên là trước đây, nếu mà câu hỏi thứ hai, trước đây bạn đã tiêm vaccine Cervarix của Bỉ thì trong cái vaccine đó nó chỉ có cái tiếp 16 hoặc 18 thôi, trong khi cái vaccine Gardasil hiện nay nó có 4 tiếp, là tiếp 6, tiếp 11
16 và 18. Do hiện nay thì nó cũng chưa có một cái nghiên cứu về vấn đề thay đổi những cái vaccine này qua các loại vaccine khác để mà mình có thể phòng bệnh tốt nhất cho bé, thì tôi nghĩ rằng là bạn đến trung tâm tiêm chủng VNVC và các bác sĩ ở đây sẽ hướng dẫn cho bé một cái lịch tiêm chủng về vấn đề vaccine Gardasil theo một cái phác đồ mới, là mình cũng sẽ hoàn thành trong 3 mũi, là từ mũi 0 và mũi 2 tháng sau và mũi 6 tháng sau. Như vậy là chúng ta có thể là tiêm tiếp nếu như mà đã tiêm được 2 mũi rồi, chứ không phải là tiêm lại từ đầu. Tuy nhiên là nếu như chúng ta đã tiêm một loại vaccine khác trước đây mà chưa hoàn thành phác đồ, thì bây giờ sang cái loại vaccine mới thì như bác sĩ chính đã tư vấn, để đảm bảo cái hiệu quả và cái tính trọn vẹn của phác đồ đó thì chúng ta có thể tiêm lại từ đầu giống như một người bình thường. Và có một câu hỏi tiếp tục là trước khi tiêm mà cái vaccine phòng ung thư cổ tử cung này có cần phải làm xét nghiệm hay không, thưa bác sĩ chính? Đối với vấn đề tiêm ngừa vaccine HPV này thì như hồi nãy tôi cũng đã nói chia sẻ với các anh chị rằng là dù là các anh chị có xét nghiệm rằng là các anh chị có nhiễm cái típ, đúng cái típ trong ví dụ như là một trong những cái típ mà các anh chị bị nhiễm, thì mình tiêm ngừa mình sẽ phòng được những cái típ còn lại. Tuy nhiên nếu mình nhiễm ngay cái típ đó thì cơ thể mình cũng có thể tự khỏi. Nhưng tại thời điểm này, các anh chị biết rằng là trong cái suốt cái quá trình mà mình có quan hệ tình dục, mình có thể nhiễm đi nhiễm lại rất là nhiều. Chính vì vấn đề nhiễm đi nhiễm lại nhiều lần như vậy thì nó mới đưa đến những cái trường hợp tổn thương của những cái tế bào của cổ tử cung, nó đưa đến ung thư. Thành ra là việc mà các anh chị tầm soát có HPV thì chúng ta vẫn tiêm ngừa được. Và vấn đề khi mà chúng ta tầm soát đối với những người có tiêm ngừa rồi và những người có quan hệ tình dục rồi, thì vấn đề phòng bệnh của bằng vaccine cộng với lại vấn đề tầm soát, thì chúng ta sẽ biết rằng là những cái trường hợp mà các bạn nhiễm trước đây, các anh chị biết rằng là nó có thể, cơ thể mình có thể là tự đào thải cái virus đó. Tuy nhiên virus nó cũng có thể ở cái dạng ẩn, và đến khi nó tái hoạt động trở lại thì những cái vấn đề tầm soát như vậy có thể là 3 năm hoặc là 5 năm mình tầm soát một lần, và đến với bác sĩ thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Và vấn đề tầm soát đó để chúng ta phát hiện được những cái tổn thương tiền ung thư hoặc là những cái giai đoạn sớm, thì vấn đề là các anh chị biết rằng là nếu mà chúng ta phát hiện được sớm thì chúng ta có thể xử lý được. Và cộng cả hai quá trình, vừa tiêm phòng vừa tầm soát, những cái người mà đã có quan hệ tình dục rồi thì tiêm phòng vẫn phải tầm soát. Những cái người có quan hệ tình dục rồi, các anh chị xét nghiệm, các anh chị thấy rằng là các anh chị có nhiễm típ, những cái típ mà nó có trong vaccine. Còn những típ thật sự rằng là có nhiều típ nó gây ra ung thư cổ tử cung. Đôi khi các anh chị có quan hệ tình dục rồi nhưng các anh chị chưa nhiễm những cái típ trong vaccine, thì các anh chị tiêm phòng thì cái hiệu quả nó vẫn tốt. Và một lần nữa khẳng định rằng là nếu chúng ta có nhiễm đúng cái típ đó đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải tiêm phòng, để chúng ta có phòng từ cái giai đoạn từ chúng ta bắt đầu tiêm chủng cho đến về sau. Và có rất nhiều quý khán giả đã gửi một cái câu hỏi chung như thế này, là liệu rằng quá tuổi quy định thì có tiêm được hay không. Bạn Meo Meo có hỏi là: chào bác sĩ, em 28 tuổi rồi, có một em bé rồi, vậy thì có tiêm vaccine này được nữa hay không? Em rất cảm ơn chương trình, thông tin bổ ích quá. Bạn Dương Hà thì có hỏi là: em 30 tuổi đã sinh con rồi, có tiêm được không? Bạn cô chủ họ Lê thì hỏi: có con rồi thì có tiêm được nữa không? Rồi bạn Thủy Nguyễn thì gửi câu hỏi cho Hoa hậu Kỳ Duyên là: chị 38 tuổi rồi, có tiêm được không Kỳ Duyên ơi? Bạn Chút Chút cũng hỏi là: cho em hỏi, em 30 tuổi được bác sĩ khám nói có HPV 16 trong cơ thể, vậy thì có tiêm được hay không? Rất nhiều những cái câu hỏi về vaccine này, và xin mời bác sĩ Bạch Thị Chính ạ. Có nhiều nghiên cứu rằng là những cái vaccine mà Gardasil của mình đang sử dụng ở Việt Nam, thì giả sử như ở bên Mỹ chẳng hạn, thì ngay cả nam giới cũng được tiêm, và ngay cả những cái phụ nữ từ 27 tuổi đến 45 tuổi vẫn được tiêm. Tuy nhiên vì vaccine đến với Việt Nam mình, cái mẫu nghiên cứu của mình là từ 9 tuổi đến 26 tuổi, thành ra là cái lứa tuổi của mình là ở trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà các bạn cũng yên tâm rằng là sắp tới thì mình cũng sẽ có một cái loại vaccine tiêm cho cả nam giới và phụ nữ tuổi từ 9 tuổi cho đến 45 tuổi. Nếu mà các bạn có những cái nhu cầu để tìm hiểu về những cái loại vaccine thì các bạn hãy đến các trung tâm tiêm chủng, thì các bác sĩ của chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho bạn cụ thể là tiêm như thế nào để mà phòng bệnh. Còn vấn đề ở chúng ta rằng là không phải rằng là chưa lập gia đình thì tiêm ngừa, còn lập gia đình là không tiêm ngừa được.
tất cả mọi người chúng ta đều có thể tiêm ngừa. Và các anh chị nên nhớ rằng là nếu mà tiêm ngừa càng sớm thì mình phòng bệnh càng sớm. Những cái vấn đề mình tiêm ngừa ở đây, cái vấn đề nhiễm HPV nó rất là dai dẳng, và chúng ta biết rằng là từ lúc chúng ta nhiễm HPV và sự tái nhiễm hoặc là sự dai dẳng của cái nhiễm HPV đó, nó có thể từ 10 năm đến 20 năm sau nó mới gây ra một cái trường hợp ung thư. Còn trong những trường hợp nếu bạn đã đi xét nghiệm và các bạn biết rằng là bạn đang có HPV tiếp 16 hoặc là tiếp 18 thì các bạn biết rằng là nó có thể tự khỏi, cơ thể của mình có thể tự khỏi, nhưng sau đó bạn vẫn có thể tái nhiễm những cái tiếp như vậy. Và các bạn biết rằng là việc mà các bạn có quan hệ tình dục rồi, bạn có nhiễm rồi đi chăng nữa thì bạn vẫn có khả năng tiêm ngừa, và thời điểm tiêm ngừa hiện tại là nó bảo vệ cho các bạn từ cái giai đoạn bạn tiêm ngừa về sau. Và người ta thấy rằng là nếu mà những người mà đã có quan hệ tình dục rồi, đã có nhiễm HPV rồi đi chăng nữa, nếu mà người ta so sánh giữa một cái nghiên cứu về những cái người có tiêm HPV và những cái người vaccine phòng HPV và những người không tiêm ngừa, thì người ta thấy rằng là trên những cái xét nghiệm về những cái tổn thương tiền ung thư thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ tổn thương tiền ung thư nó giảm đi phân nửa. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là đối với vaccine, thời điểm nào mà bạn có thể thấy rằng là chúng ta có thể đến được tiêm ngừa thì chúng ta nên tiêm, và chúng ta không có thể nói rằng là tiêm trễ. Rất mong rằng là nếu mà các bạn có quan tâm thì các bạn hãy đến trung tâm tiêm chủng VNDC, các bác sĩ của chúng tôi sẽ tư vấn và sẽ hướng dẫn bạn một cách cụ thể. Và chúng tôi cũng rất là vui sau khi xem chương trình ngày hôm nay thì có những khán giả như anh có tên là Quyền Chancy. Anh có gửi tới câu hỏi trên fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24 là: vợ em mới 25 tuổi thôi, như vậy có nên tiêm phòng bệnh này hay không? Em muốn mua một liều cho vợ, thì bên trung tâm có làm việc thứ bảy chủ nhật hay không ạ? Đầu tiên là rất là cảm ơn anh, một người chồng rất là yêu vợ và đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, lắng nghe những thông điệp của bác sĩ. Và với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Bạch Thị Chính ạ. Đối với trung tâm tiêm chủng VNVC thì phục vụ khách hàng là trên hết. Chúng tôi làm việc suốt từ thứ hai cho đến chủ nhật, và ngay cả buổi trưa thì chúng tôi cũng làm việc. Thành ra là bạn cứ yên tâm, và nên sớm nhất có thể sáng ngày mai nếu mà 7 giờ bạn có mặt ở đây thì chúng tôi cũng sẽ có những người đón tiếp bạn. Tất cả các trung tâm tiêm chủng VNVC đều phục vụ như nhau, và phục vụ từ những cái nơi thành thị hay đến những cái nơi miền núi xa xăm gì thì cái hệ thống tiêm chủng VNVC phục vụ khách hàng đều như nhau hết. Rất mong là bạn sẽ, ngoài vấn đề lo cho vợ mình, thì có thể là bạn có thể giới thiệu với những cái bạn của bạn, những cái đồng nghiệp của bạn. Sau khi mà bạn nghe được những cái thông tin này, hãy đến với VNVC để chúng tôi có thể phục vụ tất cả những người mà mình thương yêu nhất, mình được phòng bệnh một cách sớm nhất. Thì có khán giả hỏi rằng là em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, như vậy em có nguy cơ hơn những người khác bao nhiêu phần trăm trong việc có thể mắc bệnh ung thư cổ tử cung? Rồi có bạn hỏi rằng là: bác sĩ ơi, em đặt vòng và khi đặt vòng xong em hay chảy dịch âm đạo màu trắng sữa, như vậy có phải em có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn người khác hay không ạ? Và đặt vòng có trở thành một nguy cơ của ung thư cổ tử cung hay không? Xin mời bác sĩ Thảo Nghi. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này Nghi xin phép chia sẻ trước, và xin phép sau đó sẽ nhờ chị Hiền Lê bổ sung. Tại vì cái phần này là chuyên ngành khoa. Khoa của chị Hiền Lê sâu hơn. Thật ra cái viêm lộ tuyến nó là một cái tình trạng mà mình nói một cách đơn giản, tức là cái phần trong của đó, này nó phải nằm trong cổ tử cung thì nó bị đẩy ra ngoài. Thì tại sao nó có cái sự viêm? Thì khi nó bị đẩy ra như vậy thì nó dễ bị viêm tới viêm lui, bởi vì cái độ pH, tức là cái độ axit hoặc kiềm ở hai cái môi trường trong cổ tử cung và ngoài cổ tử cung nó hơi khác nhau. Mình đơn giản như mình nói là mình đưa một cái bạn mà quen ở trong mát, mình đưa bạn ra ánh nắng vậy đó, thì bạn sẽ bị thay đổi viêm, dễ bị viêm tới viêm lui. Thì bản thân cái tình trạng, nếu mà như hồi nãy ngay từ đầu cũng đã có giải thích, nếu tình trạng mà viêm nhiễm mà nó cứ tái đi tái lại, kéo dài mà điều trị không dứt điểm, thì nó vẫn có thể gây những cái tổn thương không chỉ riêng cho cổ tử cung, mà nó có thể viêm vào phía trong phần trong, gọi là viêm của tử cung hay là của cái phần phụ buồng trứng, thì cũng sẽ gây đến những cái ảnh hưởng về sức khỏe, về mặt tinh thần, về công việc, và về lâu dài nó cũng là những cái bất lợi cho cái phần tử cung đó. Trong câu hỏi phần 2, tức là câu hỏi thứ hai là về cái việc đặt vòng, thì bản thân cái việc đặt vòng là mình sử dụng một cái dụng cụ mình đưa vào tử cung để mình tránh thai, thì có khi đơn giản là bạn không có hợp với cái dụng cụ, cái vòng đó cũng có thể gây tình trạng viêm, hay là đôi khi cái cách vệ sinh hay như thế nào đó.
Thì như vậy thì bạn cũng nên đến gặp lại các bác, đến khám lại với các bác sĩ sản phụ khoa để được các bác sĩ tư vấn làm, hoặc có thể làm thêm những cái xét nghiệm kiểm tra cái dịch viêm đó, ví dụ có nấm hoặc là có vi trùng gì hay không, để dùng những cái thuốc phù hợp, và có thể nếu cần thì mình có thể mình đổi cái vòng khác hoặc mình đổi một cái biện pháp ngừa thai khác. Thì em mạn phép chia sẻ như vậy, không biết trả bài với chị Hiền Lê có bị sót chỗ nào không ạ? Xin mời bác sĩ Hiền Lê. Thì, thực ra là bác sĩ Nghi thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều điều rất là thú vị rồi, nhưng mà mình chỉ xin bổ sung một số thứ. Ví dụ như là khi mà tổn thương lộ tuyến cổ tử cung thì các bạn biết rồi là có hai, ở trong cổ tử cung nó có hai loại tế bào, một tế bào lát và một tế bào trụ. Thì ở giữa nó có một cái vùng người ta gọi là vùng chuyển tiếp. Cái vùng đấy là chính là các cái tế bào nó bắt đầu nhân chia lên. Thế thì HPV mà khi mà những cái tip mà HPV bị nguy cơ cao ấy, nó thường nó rất là ưa những cái vùng cái tế bào chuyển tiếp đấy, và khi nó đi vào bên trong đấy thì nó sẽ ẩn náu ở bên trong và bắt đầu nó cũng phân chia theo, và sau này khi mà tế bào bắt đầu phân chia thì tự cái virus HPV đấy nó sẽ biến đổi cái tế bào đấy để làm thế nào đấy để phát triển theo cái hướng mà mình mong muốn, và dần dần từ cái tế bào bình thường của cổ tử cung và bị nhiễm HPV thì nó lại phát triển thành cái tế bào bất thường, và cái tế bào bất thường đấy thì dần dần nó trở thành cái tế bào ung thư và dần dần nó tăng lên. Đấy chính là nguyên nhân mà tại sao khi mà tổn thương lộ tuyến cổ tử cung thì người ta bắt buộc là người ta phải điều trị để tránh cái phòng ngừa cái tổn thương đấy. Đấy là câu trả lời mà mình bổ sung cùng với bạn bác sĩ Nghi. Cái thứ hai nữa là khi mình đặt vòng thì nó có mấy nguyên nhân, như bạn Nghi nói là khi đặt vòng vào ấy thì nó là một dị vật. Bản thân cái dị vật vào cơ thể thì nó là cái phản ứng của cơ thể, nó bắt đầu đẩy cái dị vật ra và phản ứng viêm. Đấy là cái phản ứng viêm thì nó sẽ tiết ra những cái chất. Cái thứ hai nữa là cái vòng nó có cái dây. Cái dây đấy nó sẽ làm cái va chạm cái cổ tử cung, và nó va chạm liên tục, nó cọ sát, và khi quan hệ tình dục thì nó làm cho cái cọ sát, cái tổn thương luôn luôn là bị chính cái lý do đấy nó làm cho là bạn bị có thể là bị viêm nhiễm, có thể là bị da khí hư. Nếu mà thực sự là cái vòng mà nó bị khi bạn đặt vòng vào mà bạn có những cái triệu chứng đấy thì tốt nhất là bạn nên tháo cái vòng ra và điều trị cho nó thật tốt, và sau đấy hoặc là mình đặt lại một cái dụng cụ khác, hoặc là mình sử dụng những biện pháp tránh thai khác thì hơn là đặt vòng. Và chúng tôi xin được gửi tới các bác sĩ những câu hỏi cũng rất là cần được tư vấn trong lúc này. Vâng, một khán giả có tên là Thu Vân gửi đến fanpage của báo điện tử VN Express. Chào bác sĩ, em năm nay 28 tuổi, em đi xét nghiệm có HPV tiền ung thư. Em đã làm phẫu thuật khoét chóp cổ tử cung. Bác sĩ cho em hỏi bệnh của em có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không? Xin bác sĩ tư vấn. Về cái phần khoét chóp hay cái phần líp như hồi nãy bác sĩ Hiền Lê đã có trình bày, thì đây là một trong những cái điều trị tại chỗ và được áp dụng trong những cái tổn thương rất là sớm, gọi là tiền ung thư đó, CN1, CN2 các bạn vẫn nghe đó, NS, NSEL, HSEL. Và các bạn hoàn toàn có thể là khỏi bệnh hẳn trong trường hợp này, với điều kiện là bạn nên nhớ là vẫn tuân thủ cái lịch tái khám định kỳ của bác sĩ nha, đừng có quên đi tái khám. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Hà Yến Vi có gửi đến fanpage của trung tâm VNVC. Bác sĩ cho em hỏi là được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn IB2, không biết tôi đọc có đúng không ạ, là có nguy cơ tử vong cao hay không? Gia đình em đang rất lo lắng cho tình trạng này của người thân. Bệnh nhân lại còn có thêm bệnh nền là tiểu đường. Mong các bác sĩ phân tích cho em cùng gia đình một lời khuyên để điều trị tốt hơn. Ở giai đoạn 1B2 thì cái khả năng mà điều trị theo cái hướng là bảo tồn khả năng sinh sản nó sẽ thấp hơn giai đoạn là 1A, 1A1 rồi 1A2. Nhưng vẫn cái khả năng chữa khỏi vẫn rất là cao. Đối với ung thư cổ tử cung ở giai đoạn 1 thì thường sẽ có là 1A và 1B. Thì giai đoạn 1 thì khả năng điều trị khỏi coi như có thể là trên 80-90%. Đối với cái điều trị ung thư, khi nói điều trị khỏi nghĩa là cái khả năng khi bạn kết thúc điều trị sau đó trong vòng 5 năm bạn sẽ không có nguy cơ bị mắc lại hoặc tái phát lại hoặc di căn nơi khác. Đó là cái hiệu đánh giá cái hiệu quả điều trị khi mà nó thành công. Tại vì cái biện pháp điều trị ung thư mới hiện giờ đó là mình sẽ áp dụng cái biện pháp là phối hợp rất nhiều chuyên khoa và nhiều bác sĩ các chuyên khoa, mình gọi là các bạn còn nghe là phối hợp đa mô thức đó. Và cái mỗi cái điều trị trên từng bệnh nhân sẽ hoàn toàn khác nhau dựa trên cái tình trạng sức khỏe, những yếu tố khác đi kèm. Chẳng hạn như khi người thân của bạn có bệnh tiểu đường thì cái việc mà sử dụng những cái điều trị hoặc những cái thuốc thì mình sẽ xem xét trên cái tình trạng tiểu đường, đường huyết có được kiểm soát tốt hay không, vân vân và vân vân. Cho nên bạn cũng an tâm và
cũng thật lòng là chúc mừng bạn là người thân của bạn đã được phát hiện ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm, rất là sớm. Có một cái câu hỏi cũng là một chia sẻ của một bạn khán giả, chắc là còn trẻ thôi, gửi đến cho chúng tôi qua fanpage của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Em chào chị Kỳ Duyên, em rất hâm mộ chị và theo dõi các hoạt động của chị thường xuyên. Lần này khi thấy chị tham gia chương trình ý nghĩa này, em cùng các bạn của em rất vui vì thần tượng của mình dành thời gian cho các hoạt động rất ý nghĩa. Nói thật, nếu không có thông tin về chị tham gia chương trình này thì chúng em cũng chưa chắc đã xem chương trình đâu ạ. Chị Kỳ Duyên cho em hỏi là chị đã tiêm vaccine phòng HPV chưa? Có đau không và có gì khác với tiêm vaccine thông thường hay không? Một câu hỏi rất thú vị. Cảm ơn câu hỏi rất là dễ thương của bạn. Thật ra thì câu hỏi này thì cũng là một lời cảm ơn, nhưng mà cũng coi như là có một cái lời trách của Duyên chút xíu đi. Tại vì thật ra đối với bản thân Duyên á, thì cái sức khỏe của mình nó là cái điều mà giá trị nhất. Bởi vì khi mà mình có sức khỏe thì mình mới có thể làm ra được tất cả mọi thứ. Và những cái chương trình mà thực sự ý nghĩa như chương trình này này, thì Duyên mong rằng là các bạn hãy cố gắng theo dõi thật là nhiều. Bởi vì những Duyên chắc chắn là Duyên sẽ không thể nào mà có được thời gian để mà mình có thể tham gia được tất cả những cái chương trình mà giống như vậy. Vậy nên là Duyên rất là mong là các bạn hãy theo dõi những chương trình như thế này, kể cả không có Duyên nhé. Chứ nếu mà trong trường hợp mà có Duyên mới tham gia là Duyên không có đồng ý đâu ạ. Dạ. Còn có một câu hỏi của bạn là chị Quỷ Duyên đã tiêm vaccine này chưa? Có đau không? Có gì khác với việc tiêm các vaccine khác hay không? Thật ra thì ngày hôm nay thì em cũng vừa mới tiêm vaccine Gardasil xong. Đó, bởi vì nghe cũng nghe khi mà đến đây và được các bạn y tá cũng như là bác sĩ tư vấn cho mình rất là nhiệt tình về thông tin cũng như căn bệnh, thì mình thấy rằng là bây giờ mình đúng là cái thời điểm rất là tốt để mà mình tiêm cái loại vaccine này. Bởi vì đến bây giờ thì Duyên mới chỉ có 24 tuổi thôi. Đó nên là ngày hôm nay khi mà đến đây mình tiêm vaccine thì thú thật với cả mọi người là cũng khá là đau. Cũng khá là đau, bởi vì là khi mà mình tiêm á, là bác sĩ sẽ tiêm vào cái phần mắt tay này của mình. Đó, ví dụ như là bình thường mình tiêm những cái vaccine khác thì mình có thể tiêm ở phần ven đi chẳng hạn, thì nó sẽ đỡ đau hơn trên phần mắt tay. Và khi mà tiêm ở phần mắt tay thì cái cảm giác của mình khi mà mới bắt đầu thì nó sẽ hơi ê buốt một chút xíu, và nó sẽ có những cái tác dụng phụ về sau, giống như là sẽ bị mỏi nhức cơ này chẳng hạn. Và khi mà mình tiêm xong thì bác sĩ cũng có dặn mình là về nhà thì chịu khó uống nhiều nước, cũng như là chịu khó bổ sung cho mình những cái vitamin C như là nước cam, nước chanh. Đó, và sau ngày hôm nay thì khi mà mình được tiêm cái vaccine Gardasil xong thì mình cảm thấy cũng khá là yên tâm. Vâng, một thông tin rất là ý nghĩa với các fan của Hoa Hậu Kỳ Duyên, đó là vừa chiều hôm nay chị Kỳ Duyên đã tiêm cái vaccine phòng HPV tại VNVC Hoàng Văn Thụ, nơi mà chúng tôi cũng đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và chị Duyên tiêm lúc chiều mà bây giờ đang ngồi đây tham dự chương trình, chứng tỏ là có đau một chút nhưng mà cũng không đến nỗi là quá, đúng không ạ? Vẫn hơi ấy một tí, nhưng mà không sao, tại vì thật ra là cái này là Duyên nghĩ rằng là mình nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tại vì thật ra là đối với con gái bọn mình thì cái vấn đề về thật ra là nói về những cái vấn đề về sinh sản nó hơi nhạy cảm một chút xíu. Có thể là nhiều bạn, các bạn sẽ cảm thấy là ngại ngùng khi mà nhắc đến vấn đề này, nhưng mà Duyên nghĩ thì mình, nhất là con gái, thì mình nên cực kỳ quan tâm đến cái vấn đề này, đặc biệt là cái vấn đề ung thư cổ tử cung. Đó, thì Duyên khuyên các bạn là các bạn hãy tiêm vaccine Gardasil thì càng sớm càng tốt để bảo vệ cho cái sức khỏe sinh sản của mình. Vâng, cảm ơn Kỳ Duyên. Và với thông tin vừa rồi thì các bạn đã rất là yên tâm, bởi vì là thần tượng của mình cũng đã tiêm vaccine để có thể bảo vệ sức khỏe trước một cái căn bệnh này rất là nguy hiểm. Và cũng như là thông điệp của Kỳ Duyên muốn gửi tới các bạn là nếu như các bạn quan tâm, yêu mến Kỳ Duyên thì có thể ủng hộ cho những cái chương trình như thế này và cả những cái chương trình liên quan đến sức khỏe mà có thể chưa có sự tham gia của Kỳ Duyên, nhưng mà chúng ta cũng nên theo dõi để có thể có những cái kiến thức rất là hữu ích cho mình. Cảm ơn các bác sĩ. Và với những thông tin vừa rồi, khán giả Hà Ngọc Như thì có gửi cho chúng ta một cái cảm nhận như thế này: mấy hôm nay có nhiều tin buồn về ung thư cổ tử cung quá. Cảm ơn trung tâm VNVC đã làm nên một chương trình bổ ích như thế này, không chỉ phụ nữ mà đàn ông mọi lứa tuổi cần xem để bảo vệ chính mình. Bạn Trần Anh thì có bày tỏ cảm xúc là chương trình như thế này cứu cánh em giữa rất nhiều thông tin tràn lan trên mạng, đang loay hoay không biết nên tin cái nào. Cảm ơn các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã tổ chức chương trình ý nghĩa, giúp nhiều bạn nữ ý thức hơn về bệnh. Nhưng mà vui hơn là có một bạn gái thì bày tỏ cái suy nghĩ như thế này: thưa bác Thảo Nghi, em sẽ là một người đóng
đóng góp vào trong con số 90% bé gái được tiêm vaccine. Em sẽ xin ba mẹ đi tiêm vaccine này ngay ạ. Và một bạn thì có câu hỏi rất là cụ thể hơn. Thưa các bác sĩ, em ở Long Khánh thì có thể tiêm vaccine này ở đâu? VNVC đã có ở Long Khánh hay chưa? Và với câu hỏi này thì Nhân vừa vào website của VNVC để xem thông tin về bảng giá vaccine. Thì chúng tôi được biết rằng là VNVC cũng sắp có mặt tại Long Khánh, dự kiến là khai trương ngày 23 tháng 11 năm 2020. Và ngay lúc này thì quý vị cũng có thể đặt giữ hoặc là đặt mua trước vaccine Gardasil để có thể tiêm ở phòng HPV, phòng ung thư cổ tử cung và rất nhiều bệnh nguy hiểm khác. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà phát hiện ra bệnh dù ở giai đoạn nào đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là chúng ta không phát hiện ra để đến những cái giai đoạn nặng cuối cùng rồi, thì lúc đó cái việc mà cơ hội để có thể chữa khỏi là vô cùng là khó khăn với cả các bác sĩ và với cả người bệnh. Và chính vì thế thì việc tầm soát rồi là khám định kỳ đối với cái trường hợp các bệnh lý nói chung và đặc biệt là ung thư cổ tử cung thì vô cùng quan trọng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể thấy rằng là đến bây giờ là 22 giờ rồi thì lượng người xem chương trình của chúng ta vẫn còn đến hàng nghìn người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng còn nhiều những cái chương trình phía sau cần được truyền tải thông tin tới quý vị, và tất cả những cái câu hỏi mà quý vị đã gửi đến cho chương trình chưa được các bác sĩ trả lời trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các chuyên gia, các bác sĩ để gửi lại quý vị những cái phần tư vấn sớm nhất. Và chúng tôi rất là cảm ơn các chuyên gia, các bác sĩ đã tham dự chương trình ngày hôm nay, và có lẽ rằng là một cái cơ hội để chúng tôi có được đầy đủ những cái thông tin khoa học cần thiết và chính xác về ung thư cổ tử cung, cách phát hiện sớm, điều trị và dự phòng làm sao cho hiệu quả. Và có thể nói rằng chương trình này sẽ mang đến cho rất nhiều người những thông tin quan trọng, và từ đó thì có những cái hành động thiết thực và hành động mà chúng ta kỳ vọng nhất là sẽ giúp cho cộng đồng có thể thực hiện thật là tốt từ ngày mai. Đó là việc chính những người phụ nữ và những gia đình có con em trong cái độ tuổi này, chúng ta sẽ đến các trung tâm tiêm chủng như VNVC để tiêm cái vaccine phòng ung thư cổ tử cung. Bởi vì như chúng ta thấy rằng trong thời điểm này tất cả chúng ta đang chờ vaccine để có thể phòng được COVID-19, thì có rất nhiều những loại vaccine phòng được những căn bệnh cũng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, không khác gì như là ung thư cổ tử cung và các loại bệnh khác, thì chúng ta đã có sẵn rồi. Vậy thì tại sao chúng ta lại từ chối cái cơ hội để bảo vệ chính mình và những người thân yêu xung quanh? Chúng tôi hy vọng rằng là từ ngày mai thì hệ thống tiêm chủng VNVC của bác sĩ Bạch Thị Chính sẽ có thêm nhiều những cái người đến tiêm vaccine này. Và quý vị có thể thấy rằng là cộng thêm một giá trị nữa cho cái hành động tích cực này là không chỉ bảo vệ chính sức khỏe của mình và những người thân yêu, chúng ta còn cùng với VNVC đóng góp 50.000 đồng cho mỗi một mũi tiêm vaccine Gardasil phòng ung thư cổ tử cung cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng. Và chúng tôi nghĩ rằng là đối với những cán bộ ở quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng thì cái việc chúng ta đóng góp 50.000 đó rất là ý nghĩa rồi, nhưng còn ý nghĩa hơn khi chúng ta đã giúp có một người phòng tránh được một cái nguy cơ mắc bệnh ung thư để cái quỹ có thể không cần phải hỗ trợ nhiều hơn những cái bệnh nhân ung thư, một cái căn bệnh ung thư cũng rất là phổ biến như là ung thư cổ tử cung. Và tới đây chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Bạch Thị Chính, trân trọng cảm ơn bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê và bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi đã cùng tham dự chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là chúng tôi lại sớm gặp lại các chuyên gia, các bác sĩ trong những chương trình tư vấn sức khỏe và hữu ích dành cho cộng đồng tiếp theo. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình, truyền đến cho chúng tôi những cái lời tâm sự cũng cái cảm nhận hết sức tốt đẹp về chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị cũng đã lan tỏa những cái giá trị thông tin của chương trình này đến nhiều hơn nữa với cộng đồng, và đó cũng chính là những việc làm rất là tốt cho cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị, kính chào quý vị và xin được chúc các chuyên gia, các bác sĩ và quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.